Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Hay Audio. Sau khi thưởng thức xong câu chuyện ngày hôm nay, rất mong các bạn ủng hộ kênh chuyện bằng cách nhấn nút like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cô gái trong chuyện hôm nay rất thú vị, lấy chồng muộn mà lại được duyên như ý. Nhiều chuyện giờ khóc giờ cười sẽ đến với cô, không phải do mẹ chồng như người ta hay bảo, mà mọi rắc rối lại đến từ cô em chồng đồng đảnh mới lớn. Không biết cô sẽ xoay sở ra sao, dùng chiêu gì mà chồng ngày càng yêu chiều cô, em chồng nể phục để gia đình yên ấm. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá câu chuyện ngay sau đây nhé. 7 năm xa xứ đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản, nơi chứa đựng giấc mơ của Ngọc Mai, cũng đã đến hồi kết. Ngày còn học cấp 3, mặc dù học rất giỏi, cô đã không lựa chọn con đường đại học, nhưng cũng không có nghĩa là sự nghiệp học hành sẽ chấm dứt tại thời điểm đó. Học đâu chỉ đơn thuần là ngồi trên ghế nhà trường tiếp thu kiến thức từ sách vở. Trường đời vẫn là nơi tốt nhất để mang đến cho con người những bài học quý giá. Năm 18 tuổi, cô chính thức khép lại đời học sinh, một mình lên thành phố lớn làm công nhân của công ty Samsung với mức lương 15 triệu nhờ việc tăng ca nhiều. Năm ấy nhà Mai nghèo, cô không còn lựa chọn nào khác. Sau 2 năm tích góp, Mai xin mẹ vay thêm một ít vốn sang Nhật xuất khẩu lao động. Trong tưởng tượng của một cô gái 20, Nhật Bản là một nơi tuyệt đẹp, hiện đại và mơ mộng, với những dãy hoang đảo nở rộ và độ xuân về, là nơi mà đã đặt khát vọng làm giàu. Vì cô vẫn thường thấy người ta đi Nhật mấy năm về liền xây nhà, mua xe. Mai chắc chắn nhiều người sẽ có suy nghĩ giống như thế. Bước ra đời sớm, trải nghiệm sớm, bạn sẽ hiểu được sự khác nhau giữa trường học và trường đời. Ở trường học, bạn sẽ được cho những bài học rồi mới thực hành. Còn ở trường đời, nó sẽ cho bạn những cú ngã thật đau để ta tự rút ra bài học. Những năm tháng sống ở nước ngoài là những chuỗi ngày cô đơn, không gia đình, không bạn bè bên cạnh. Dù có ốm, cũng tự mình vực dậy mà tự lo cho bản thân. Nhưng Mai cũng dần thích nghi, mỗi ngày chỉ biết đến đi làm, kiếm tiền, tháng nào cũng gửi tiền đều đều về cho gia đình. Tròn 7 năm, khi đã lo chu toàn cho gia đình và tích góp được một ít vốn làm ăn, cô quyết định trở về nước. 7 năm xa quê, mọi thứ cũng nhiều thay đổi, phát triển hơn. Mặc dù không hiện đại như Nhật Bản, nhưng Mai vẫn cảm thấy thích thú khi ở quê. Không khí vẫn trong lành, cây cối tươi tốt, đi qua cánh đồng gần nhà còn có thể ngắm nhìn đàn trâu thong dong gặm cỏ, cả những cánh én thoi đưa báo hiệu xuân về. Ở quê cứ lặng lẽ mà bình yên thế đấy. Vừa nghe tin cô về, cả nhà mừng quýnh cả lên, ào ào chạy ra sân đón. Cái Tèo, cháu trai của Ngọc Mai, con của anh cả, thấy người lạ về thì đứng nép bên cửa nhà. Tèo, Tèo không ra đón gì à? Nghe được cái giọng quen tai, nó mới bắt đầu kể tủm tỉm lao ra. Cháu chào dì Mai ạ, dì có quà cho cháu không? Lúc Mai rời quê, nó mới chập chững đi, mà giờ lớn ra phết. Thời gian quả thực trôi nhanh. Từ lúc sang Nhật, cô cũng không về nhà. Thứ nhất là sợ tốn tiền, mà hơn nữa cũng không có dịp gì quan trọng để về. Nhưng cô hay gọi về cho gia đình, cũng hay nói chuyện với thằng Tèo, nên lúc đầu còn bỡ ngỡ, sau chỉ cần nghe giọng Mai là nó nhận ra ngay. Nhìn điệu bộ lăng xăng của nó làm cô bật cười. Ừ, tất nhiên rồi, dì mua nhiều quà cho Tèo lắm đấy. Tèo có thương gì không? Tèo thương dì Mai nhất nhà. Thế dì Mai có mua mô hình siêu nhân hôm bữa cháu nói không? Dì để trong vali ấy. Mai với nó trò chuyện được mấy câu thì bố, mẹ cùng anh hai cắt ngang. Thôi vào nhà, em chiều nó lắm, xinh hư đấy. Có được mỗi đứa cháu thì phải chiều chứ, Tèo nhỉ? Cô vừa nói vừa cười với nó. Thằng Tèo cũng khoái chí, gật đầu lia lịa. Ngày cô về Việt Nam là đầu tháng 12 âm lịch, chỉ gần một tháng nữa là đến Tết, nên trừ mấy ngày đầu thăm hỏi, đón tiếp họ hàng, Mai đều rú rú nằm trong nhà. Bạn bè chúng nó, đứa thì làm ăn xa, mà chủ yếu chúng nó cũng đã có gia đình riêng, không có thời gian mà thong dong như cô nữa.
Cô bắt đầu hiểu cảm giác của mấy đứa học đại học xa nhà, lâu lâu mới được về quê. Về mấy ngày thì vui, chứ nói ở nhà mãi cũng chán. Mẹ suốt ngày cứ than vãn đến nhức óc. Tính ra sang Nhật, ngoài được mấy đồng vốn, cũng quen được ít quan hệ. Mai định sẽ mở một cửa hàng nội địa Nhật. Nếu ổn định, sẽ mở thêm shop thời trang online. Nhưng dù sao cũng mới về, lại sắp Tết, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức, làm nhiều tiền để đâu cho hết. Rảnh rỗi, cô nằm sấp trên giường xem phim. Bình thường không có thời gian rảnh nên ít xem. Mà kể ra phải xem mới biết, dạo này phim Việt Nam cũng hay phết mọi người nhỉ. Đang xem phim, gia đình mình vui bất thình lình, đang cười ha hả, thì mẹ tôi thình lình đứng sau, vỗ lưng cái bên bét. Cái con bé này, sao suốt ngày mày cứ nằm với ăn thế? Sao không đi đâu đi đó, gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc xã hội đi? Ở nhà lắm tự kỷ đấy con ạ. Này, mà mẹ nói này, mày không định lấy chồng mà? Bằng tuổi mày, người ta đẻ ba đứa rồi đấy. Mai bị đánh mấy cái thì giật nảy người, quay sang nhìn mẹ, vẻ hơi lười nhác. Mẹ à, con mới có 27 mà. Ôi dồi ôi, con trẻ chán. Mà chẳng phải con bận kiếm tiền để cho mẹ đấy thôi? Thôi thôi, mày đừng có mà nhiều lời. Tiền kiếm thế là đủ rồi, mày lo mà cưới chồng cho mẹ nhờ. Con mới về nhà được mấy ngày mà mẹ đã muốn đuổi con à? Chả đuổi. Mày mà không lo lấy chồng là tao đuổi thật đấy. Mẹ nỡ sao? Mai vừa nói vừa cười cười nhìn mẹ ra vẻ thách thức. Hay mày đi xem mắt đi, mẹ làm mối cho mày. Mẹ, con có ế đến thế đâu. Chả ế còn gì. Ngày xưa bằng tuổi mày, tao sinh anh trai mày rồi đấy. Đấy là ngày xưa, giờ xã hội phát triển rồi mẹ yêu của con ơi. 30 vẫn còn trẻ chán. Mày đừng có mà cãi bướng. Đợi đến 30 á, có mà ma nó thèm. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang như này, lo gì? Thôi, tao quyết rồi. Nhà bà Nga cạnh nhà á, có thằng con làm cảnh sát, cũng đang ế vợ đấy. Mày có nhớ thằng Huy không? Ngày xưa mày toàn ngồi sau xe đạp nó, lượn quanh xóm còn gì. Anh Huy chưa lấy vợ à mẹ? Con nhớ anh ý cũng phải hơn 30 rồi ấy nhỉ. Giả chết, con chả thèm. Giờ người ta đang làm đội trưởng đội cảnh sát đấy. Chắc gì nó đã thèm mày mà còn làm giá. Eo ơi, mẹ kỳ cục thật đấy. Lấy chồng có gì vui chứ? Đấy, là mày chưa lấy chồng nên chưa biết. Có nhiều cái vui lắm con à. Mày không thấy tấm gương bố mẹ mày sừng sững đây à? Thì có phải ai lấy chồng cũng được như mẹ đâu. Dừng, tao quyết rồi, đừng có cãi cố. Dứt lời, bà quay lưng bước ra khỏi phòng. Cô tức tốc nói vọng ra. Mẹ, mẹ đừng có mà làm bậy. Con còn lo sự nghiệp đấy, không lấy chồng đâu. Người trẻ thì thích xông pha, mà người già thì tìm về nơi vắng vẻ. Kể ra cũng đúng, ở quê vui vẻ bao nhiêu, nằm mãi cũng chán. Chiều về, Mai ra khỏi phòng đi dạo quanh vườn, rồi lang thang trên con đường làng trước ngõ. Mặt trời bắt đầu xuống núi, để lại những dáng chiều nhuộm vàng cả không gian. Tiếng chim chiều bay về tìm chỗ ngủ. Bên bờ ruộng, tiếng ếch nhái thi thoảng lại gọi nhau. Đám trẻ con cùng lứa với cái tèo, cứ chiều lại tụ thành một đám nghịch đủ trò. Thấy Mai, chúng nó quay qua nhìn nhau, rồi đồng thanh hét lớn. Chào dì Mai ế ạ. Tụi mày nói gì thế? Dì tao đánh đòn đấy. Quái, cái đám trẻ ranh này, không biết ai chỉ tụi nó nói thế. Mình mới có bao nhiêu tuổi đâu cơ chứ. Mai nghĩ bụng. Nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng chẳng thèm chấp nhặt với tụi nó, chỉ cười cười cho qua. Cô còn nghe chúng nó trụm đầu thảo luận gì đấy, nghe thấp thoáng. Tèo, sao dì mày xinh thế mà ế nhỉ, tiếc thật. Thằng Tèo nghe thế thì gân cổ lên cãi. Ai nói là dì tao ế? Dì Mai của tao chưa thích lấy chồng thôi. Dì muốn lấy á thì có mà đầy nhá. Đúng là cháu ngoan của dì, hôm sau phải thưởng cho nó mới được. Mà nghĩ trong lòng thế đấy. Đang đi đầu óc trên mây thì bị chiếc xe máy phóng nhanh. Tiếp lại có một chiếc phóng nhanh không kém vụt qua, khiến cô ngã vào bụi cây. À, đi đứng kiểu gì thế hả? Thấy tôi la lớn, anh ta đứng xe lại, ngoái đầu nhìn. Cô có sao không? Xin lỗi nhá. Nói xong, hắn ta cũng chẳng thèm quay lại để kiểm tra cô có bị thương không.
hắn quay đầu phóng xe đi luôn, làm Mai tức hồng hộc. Cái tên khốn khiếp, dám làm bà đầy ngã cũng chẳng thèm đỡ. Lần sau mà gặp lại thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Cô vừa lẩm bẩm mắng vừa đứng dậy, tay bị cành cây quệt ngang lên đỏ ửng lên. Đúng là xui xẻo. Không hiểu sao ở quê cũng có mấy thanh niên thích thể hiện, còn đua xe nữa chứ. Ngày 28 Tết, bọn bạn bè làm xa cũng có dịp về quê, rủ nhau họp lớp. Lớp Mai ngày xưa đủ trai lẫn gái, học chung cũng hòa hợp, vui lắm. Dù tốt nghiệp đã lâu nhưng tình cảm khá tốt. Lớp 40 đứa thì có khoảng chục đứa đi, kể ra như thế cũng nhiều rồi. Đâu phải lớp nào ra trường rồi cũng được như thế đâu. Hôm trước cô mới nghe phong phanh, cái Lan Anh, lớp trưởng lớp D ngày trước, than trời họp lớp chả có ai đến. Mà cũng đúng thôi, lớp nó toàn con gái, ngày trước cứ chia bè kéo cánh. Lớp nhiều con gái quá, kể ra cũng phiền. Lớp đặt bàn ở một quán nhậu. Thực ra không phải không có tiền đặt nhà hàng, mà họp lớp quan trọng nhất là vui vẻ. Vào mấy quán nhậu thì không khí nó vui hơn, nó khác bọt. Cứ vui vẻ, thoải mái, hô to hô nhỏ đến sướng. Mà kể ra bây giờ ở quê vẫn thích lập gia đình sớm nhỉ. Chưa đến đầu ba mà đứa nào đứa đấy miệng cứ chồng chồng vợ vợ. Có đứa còn có ba con rồi nhỉ. Tết này lại đau ví vì lì xì cho bọn nó. Đang vui vẻ thì thằng Hoàn, thằng quậy nhất lớp ngày xưa, mới quay ra hỏi. Ê Mai, xuất ngoại về nhìn khá quá nhỉ. Thế mày bao giờ định lấy chồng để tụi tao còn ăn cỗ? Được đà của nó, cả đám quay qua nhìn tôi, vẻ tò mò làm Mai sầu não. Thôi mày ơi, chồng con gì, đang độc thân vui vẻ, rước về làm gì cho nó khổ ra. Thấy cô nói thế, cả đám bật cười ha hả. Bà cô già của tôi ơi, mày không thấy mọi người đều lập gia đình hết rồi à? Đúng đúng, ngay cả thằng Hoàn chẩu ấy, nó cũng mới lên chức bố rồi đấy. Thằng Hoàn nghe thế thì quay ngoắt ra nhìn mọi người, cái mặt giả bộ giận dữ, nhưng không che được ý cười hạnh phúc trên mặt. Không hiểu cô nào mà dại dột lấy nó nhỉ. Thấy cũng tò mò. Hồi còn đi học, nó là cái đứa nghịch ngu nhất mà cô từng thấy. Cô cũng đến đau đầu với mấy cái đứa này. Có phải mỗi mình tao độc thân đâu. Còn cái Na, cái Liên với thằng Hùng nữa kìa, sao không hỏi bọn nó? Bọn nó có người yêu hết cả rồi. Cái Na cũng sắp cưới. Mày đừng hòng dắt mũi dư luận nhá. Rồi rồi, tao thua. Tụi mày ráng chờ đi, 30 rồi tính. 30 thì già quá, thằng nào nó rước. Thôi thôi, nói chuyện vui đi. Thấy Mai chối đây đẩy, bọn nó cũng không thèm nói thêm. Buổi họp mặt cứ diễn ra vui vẻ như thế. Ăn uống no say, cả đám kéo nhau đi tăng hai. Vào quán karaoke hát một trận khàn cả giọng mới kéo nhau đi về. Đêm xuống, ở quê mọi người thường đi ngủ sớm, mới 10 giờ đã có nhà tắt đèn. Hồi chiều cây hoa qua chở Mai, lúc về thì nó thả tôi đầu ngõ. Nghe bảo chồng gọi về gấp vì con khóc quấy đòi mẹ. Ánh đèn đường chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, bóng cô đổ xuống mặt đường tạo thành vết đen dài. Đi gần đến nhà bác Nga, hàng xóm nhà, thì có vật thể lạ màu đen thui lùi húi ở tường rào, khiến Mai giật bắn cả người, da ốc nổi lên từng mảng. Vốn là đứa sợ ma nên của hãi lắm. Đoạn đó đèn đường lại không chiếu đến, Mai luống cuống mở đèn flash điện thoại ra soi. Ai đấy? Không một ai trả lời. Cô bước đến gần, chiếu đèn flash vào giữa mặt người đàn ông. Hắn ta mặc một cái áo khoác đen, chân đeo tông lào, đang leo giữa chừng lên tường rào cạnh cổng. Hóa ra lại là người quen. Chẳng phải tên hôm trước phóng xe làm cô ngã đây sao? Mai lao nhanh đến túm lấy chân gã. À, cái tên trộm gà bắt chó này, mày gan quá nhỉ. Mấy mấy giờ mà mày dám leo rào và ăn trộm hả? Đừng hòng chạy. Vừa nói cô vừa ôm chân gã kéo xuống, vừa hô hoán. Thấy cô la lớn thì gã hoảng loạn giãy chân, làm người cô cứ đưa qua đưa lại. Cô kia, cô làm cái gì đấy? Mau bỏ tôi ra. Đã ăn trộm còn dám lên tiếng, để xem hôm nay anh chạy đi đâu cho thoát. Bớ người ta, bác Nga ơi, nhà cô có trộm này. Mau bỏ tôi ra, đã bảo không phải trộm rồi, cái cô này. Không phải trộm mà nửa đêm nửa hôm leo rào nhà người ta à? Nói với cô mệt quá, cô mau buông tôi ra,
Tuột quần tôi rồi này. Mặc xác anh, tôi không buông đâu. Buông tay để anh chuồn à? Mau bỏ ra coi, con gái con đứa gì mà khỏe như voi thế? Tôi gào lên. Bác Nga ơi, ra mà bắt trộm. Tiếng hét của Mai văng vẳng cả một góc trời. Mấy con chó trong xóm đánh hơi được tiếng động thì gào họng lên sủa inh ỏi. Đèn nhà bác Nga chợt sáng. Bác cầm đèn pin hì hục chạy ra, trên tay cầm một con dao thái rau lợn. Đâu, trộm đâu? Trộm đây, hắn ta ở đây. Hắn ta hoảng loạn từ trên tường rào nhảy xuống, bị Mai kéo chân ngã thét bịch xuống ở hàng rào. Đau điếng, nhăn mặt. Mẹ, con Huy đây. Thằng Huy, nửa đêm nửa hôm mày làm cái gì mà sùm cả lên thế hả? Bây giờ cô mới giật mình. Huy, Huy nào? Anh Huy, là anh đấy à? Anh làm gì mà cứ thập thò ở đây thế? Làm em cứ tưởng trộm chứ. Tôi đã bảo là không phải trộm rồi còn gì. Mà cô là ai thế hả? Em, Mai nè, Ngọc Mai. Anh không nhớ em hả? Ơ, Mai à? Em về nước lúc nào thế? Mới đó mà đã lớn thế rồi à? Anh vừa nói vừa xoa đầu cô, làm cô ngượng đỏ mặt. Mới gì nữa anh, em 27 tuổi rồi. Mẹ em suốt ngày cứ bắt em lấy chồng đấy này. Bác Nga thấy thế bật cười. Thế có chuyện gì mà anh em mày làm ầm ĩ cả lên thế? Dạ, hiểu lầm thôi bác. Nãy cháu thấy anh thập thò leo trên hàng rào, cháu mới tưởng trộm nên cháu mới la lớn. Cháu xin lỗi vì làm phiền bác ạ. Cháu có lỗi gì đâu. Chắc hai anh em lâu ngày không gặp nên không nhận ra nhau. Mà cháu vừa bảo chưa lấy chồng đúng không? Hay lấy cái thằng Huy nhà bác đi, nó cũng ế chỏng ế trơ ra đấy. Mai ngại, không biết trả lời thế nào cho phải. Từ chối thì không phải phép, mà nhận lời thì cũng không ổn. Huy hơn cô tận 4 tuổi cơ, hai anh em lại chơi với nhau từ bé. Nghĩ đến đây thôi đã thấy kỳ rồi. Cô đang lúng túng thì Huy đỡ lời. Mẹ, mẹ đừng làm khó người ta, Mai nó còn nhỏ. Xong anh quay sang cười với cô. Mẹ anh hay đùa thế đấy. Cũng muộn rồi, anh đưa em về. Dạ thôi ạ, nhà em ngay gần đây, em đi mấy bước là đến ý mà. Thế em về nhá, năm mới anh qua nhà chơi sau. Dạ, anh Huy cũng phải qua nhà em chơi đấy nhá. Mai chào bác Nga xong thì bước vội về nhà. Kể cũng lạ, nãy quên không hỏi, không hiểu sao nhà mình mà nửa đêm nửa hôm ảnh leo tường làm chi không biết. Hại cô hiểu lầm, còn cả vụ đi xe máy hôm trước nữa. Mà thôi, vẫn là nên về đi ngủ đã. Lúc vào nhà, bà Nga mới đánh vào vai Huy. Thằng kia, nửa đêm nửa hôm mày leo tường làm cái gì thế hả? Về sao không gọi cho mẹ? Con gọi mẹ mà mẹ có nghe máy đâu. Mà cái Mai về bao giờ thế mẹ? Nó về gần cả tháng nay rồi. Kể ra con bé đấy cũng giỏi. Con gái, người có bé tí à? Mà kiếm tiền giỏi ghê. Con thấy cái nhà của mẹ nó đấy, tiền nó làm cả đấy. Dạ, thời gian nhanh thật, nhìn mãi con cũng không nhận ra. Sao, thích nó không? Mẹ làm mối cho mày. Mẹ cũng thật là, em nó còn trẻ thế, con hơn Mai tận 4 tuổi đấy. Hơn 4 tuổi thì có sao? Hôm bữa, mẹ nó than với mẹ là chờ mãi mà nó không chịu chồng con. Mà cũng nhỏ nhắn gì nữa đâu, nó cũng 27 rồi. 27 lấy chồng là vừa rồi con. Thôi, để tính sau đi mẹ. Mẹ cũng thấy công việc của con rồi đấy, làm gì có thời gian đâu. Thế mày không định lấy vợ cho mẹ mày ấm cháu à? Hai mẹ con đang trò chuyện rôm rả thì cái Hương, em gái Huy, từ trong phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Mẹ với anh Hai nói chuyện gì thế? Nãy con nghe ồn ào ngoài cổng. Còn chuyện gì ngoài cái chuyện vợ con của anh Hai mày ra? Mẹ lo gì? Anh Hai mình đẹp trai như thế, công việc lại ổn định, lo gì không có vợ. Chỉ có mày mới hiểu anh thôi. Lần sau anh cho tiền mua đồ. Thật à? Em cảm ơn anh Hai. Hay em giới thiệu bạn gái cho anh nhé. Con Linh bạn em đấy. Có chị gái xinh lắm, hình như mới tốt nghiệp đại học ạ. Đến mày cũng thế nữa à? Lo chuyện học hành của mày đi. Mới tốt nghiệp đại học thì có mấy tuổi đâu, chồng con gì? Vừa nói anh vừa gõ gõ mấy cái lên đầu Hương, làm con bé cứ xoa đầu khó chịu. Thế anh định nghe mẹ lấy cái chị Mai nhà bác Hà đấy à? Em nghe nói chị ta sang Nhật làm gái đấy. Không thì làm gì lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ. Huy bực mình quay qua mắng nó.
Em ăn nói về con gái nhà người ta thế hả? Ngày xưa anh chơi với em Mai suốt, tính nó thế nào anh còn đợi mày nói à? Ôi, anh trai của em ơi, ngày xưa là ngày xưa, giờ thấy thế thay đổi rồi, có tiền thì việc gì chả làm được. Ăn nói tầm bậy tầm bạ nữa, anh Hai đánh cho mày bây giờ. Anh Hai mày nói đúng đấy, nói xấu con gái nhà người ta như thế là không tốt đâu. Chả hiểu sao mẹ với anh Hai cứ bênh người ngoài thế đấy. À, mai cái Linh nó qua nhà mình chơi, để em nói cho nó. Nay Tết chị gái nó mới về đấy. Thôi đi ngủ đi, đừng có mà lăng xăng, nghe chưa? 30 Tết ngày cuối cùng của năm, vẫn như truyền thống, Mai dậy từ sớm chuẩn bị mâm cỗ tất niên với mẹ. 7 năm rồi mới được đón Tết ở nhà, rồi cảm nhận cái không khí ấm cúng quây quần bên gia đình, sao mà cảm động đến lạ. Không biết chỗ mọi người thế nào, chứ ở quê bữa cơm tất niên thường sẽ mời thêm cả anh em họ hàng với mấy người hàng xóm gần nhà đến ăn bữa tổng kết cuối năm, cũng như chuẩn bị chào đón năm mới. Trong bữa cơm này còn có nhiều bạn bè của anh trai, rồi cả mấy cô dì chú bác ở gần. Thấy Mai, ai cũng vui vẻ ra mặt. Có điều cô không thích là họ cứ hỏi chuyện chồng con. Cô thấy mới 27 còn trẻ lắm mà. Chắc cũng là con út trong nhà nên Mai hình thành hệ điều hành em bé quen, chưa kịp thích nghi với luồng tư tưởng mới này. Mọi người bắt đầu nhập tiệc thì có một nhân vật xuất hiện làm cô khá bất ngờ. Là Đức Huy, sao anh ấy lại qua đây nhỉ? Thấy anh, mẹ cô đang cầm cái túi giấy ăn liền vứt đấy chạy ra đón. Huy à, vào đây đã con. Thấy thế anh đang nhìn cô thì quay qua cười với mẹ. Dạ, con chào dì. Con cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Mai, ra đón tiếp anh đi con. Mai nhìn hai người cười cười nói với nhau bằng vẻ hoài nghi, nhưng vì lịch sự nên cũng chỉ đành ra đón anh. Anh Huy đến chơi đấy ạ. Ừ, hồi sáng anh em gọi cho anh bảo qua chơi. Cũng công tác lâu ngày rồi mới về nhà, nên qua gặp mọi người cho vui vẻ. Dạ, anh vào nhà chơi. Thấy Huy là mẹ cô vui vẻ hẳn lên. Bà cứ nhéo rồi lại để cô đến ngồi cạnh anh, làm Mai ngượng đỏ cả mặt. Chỉ là ăn tất niên thôi mà, mẹ làm gì mà cứ như lễ xem mắt không bằng. Ấy thế mà bữa cơm tất niên đang bình yên vô sự, sự xuất hiện của Huy làm cho xôn xao hẳn lên. Dù sao cả cái xã Mai được mỗi Huy vào trường an ninh, mấy ngành này thi đại học lấy điểm cao trên trời. Còn nghe phong phanh có năm 30 điểm còn không đỗ, giờ anh lại là đội trưởng đội điều tra tội phạm, phải nói là vang danh khắp vùng. Vì thế trong xóm ai cũng quý anh. Chỉ tiếc không có con cái để kết thông gia, mà có vẻ mẹ cô cũng ham thế lắm. Nghĩ cũng lạ, một người vừa đẹp trai, nhìn kiểu đàn ông trưởng thành, lại có công việc tốt như anh, không hiểu sao đến giờ vẫn ế. Nói chuyện được một lúc thì bác Nga cũng sang. Thấy Mai với Huy ngồi cạnh nhau thì nhìn qua mẹ cô cười tủm tỉm. Nhìn hai đứa nó hợp nhau quá bà nhỉ, biết đâu tôi với bà lại thành thông gia không chừng ấy. Mẹ cô được đà thì gật đầu lia lịa. Bà nói chí phải, con Mai nhà tôi mà lại được thằng Huy thì còn gì bằng. Bà xui khiêm tốn quá, con bé nhà bà vừa sinh vừa đảm đang, thằng Huy mà lấy được là phúc của nó. Huy thấy cô ngại, anh quay qua ghé vào tai. Mai sao thế, ngại à? Dạ, em có ngại gì đâu, anh em mình chơi với nhau từ bé rồi còn gì. Vậy mà anh cứ sợ em ngại, chê anh già chứ. Anh cũng đừng có hùa theo. Anh đẹp trai lại tài giỏi như thế, cô nào mà chả thích, lo gì ế vợ chứ. Thế Mai thì sao? Em á? Thì sao là sao ạ? Thì em có chê anh không ấy? Câu nói của anh làm Mai bất ngờ, tim cứ đập liên hồi. Kể ra 27 năm cuộc đời chưa một mối tình vắt vai, môi trường làm việc cũng toàn con gái, lúc này cô bối rối rồi. Mai không biết như vậy có phải là anh đang tán tỉnh mình không nữa, cũng không biết trả lời anh thế nào. Cô cúi đầu cầm đôi đũa chọt chọt vô bát, làm Huy bật cười. Anh đùa đấy, em đừng để ý nhé. Dạ. Bữa cơm tất niên cứ thế lại tiếp diễn trong không khí vui vẻ. Mấy ông thì chỉ chờ có dịp hội họp đông đủ như này để ngồi nhâm nhi chén rượu, kể lể chuyện đời. Còn mấy bà cũng không kém, ngồi tám hết chuyện này đến chuyện khác,
đủ chuyện trên trời. Người ta bảo camera chạy bằng cơm cũng phải. Mấy chuyện nội bộ trong nhà người ta nhiều khi còn chưa biết mà mấy bà đã phong phanh với nhau đến tài. Mọi việc xong xuôi, tối hôm đó mẹ mới kéo Mai qua một góc ngồi truy hỏi. Khai thật cho mẹ, con với thằng Huy đang quen nhau à? Tụi con quen nhau từ bé rồi mà, mẹ biết còn hỏi. Mày đừng có chơi chữ với mẹ. Ý mẹ là đang tìm hiểu nhau đấy à? Mẹ bị làm sao thế? Muốn quá con rể rồi, sinh ra ảo giác rồi hay sao? Tại mẹ lo thế mà. Bọn con vẫn bình thường mà. Lúc về nước tới giờ con mới gặp anh Huy có vài lần, thì quen nhau kiểu gì ạ? Thế ra hôm nay nó lại qua nhà mình ăn tất niên. Ơ, chẳng phải mẹ với anh hai mời người ta qua sao? Thế mà mẹ cứ tưởng. Mày đúng thật kém cỏi, con mồi trước mắt còn không biết nắm bắt. Được rồi, mẹ cho con thêm ít thời gian đi. Thời tiết ở Việt Nam cũng lạ thật, mùa xuân mà cứ ngỡ như mùa thu. Cây lộc vừng trong vườn lá giả đang rụng, lộc non đã đâm chồi. Sáng ra còn có cái xe xe lạnh, sương đêm đọng trên cánh hoa đào vương vấn chưa tan. Cô nghĩ bụng, mùng một cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì cứ nằm ngủ cho sướng cái thân. Không hiểu mẹ cô dạo này bị sao nữa, cứ mở miệng ra là lại lục sục lấy chồng. Cháu cũng có rồi, chứ có phải chưa có đâu mà vội thế không biết. Thấy Mai cứ ru rú ở trong nhà, bà lại bật bài ca muôn thuở. Tết nhất không đi tụ tập bạn bè, sao mày cứ ở lì trong nhà thế Mai? Mới mùng một mà mẹ, bọn nó còn bận đi chúc Tết nội ngoại nữa, có rảnh rang như con đâu. Đấy, mày thấy chưa, bằng tuổi mày người ta lập gia đình hết rồi đấy. Con sớm mà mẹ, mẹ không thấy con sống độc thân vui vẻ thế này sao? Tụi kiếm tiền thích gì thì mua, thích làm gì thì làm. Sướng cái nôi gì, suốt ngày cứ ở nhà nằm ườn ra. Đi, đi ra ngoài cho mẹ, hốt được thằng nào về hẵng vác mặt về đây. Mẹ, Tết nhất như này mẹ bắt con đi đâu chứ? Bố, bố nói giúp con một câu đi. Mẹ mày nói đúng rồi đấy, đi ra ngoài cho khuây khỏa đi. Ơ kìa bố. Vừa nói, bố mẹ cô hợp sức đẩy Mai ra khỏi phòng. Khoan khoan, để con thay đồ đã. Mặc đồ như này ra đường sao kiếm được con rể cho bố mẹ chứ? Nhớ đấy, tí nữa tao lên kiểm tra. Con biết rồi ạ. Phận con gái 12 bến nước, bây giờ đến nhà mình cũng không thể ở được, biết đi đâu bây giờ. Mai vừa thầm than trong lòng, vừa bước ra phía cổng thì thấy Huy cũng đứng lúi húi không biết đang làm gì. Cô bước đến gần anh. Anh Huy, anh làm gì mà cứ đứng mãi trước cổng thế? Mai đấy à? Anh thấy Mai thì đưa tay gãi đầu ra vẻ bối rối. À ừ, nói ra thì ngại lắm. Thật ra anh bị mẹ đuổi ra đấy mà. Hả? Sao lại đuổi? Anh làm sai chuyện gì sao? Cũng không phải, bà cứ phàn nàn cái chuyện anh không chịu kiếm vợ, một hai đuổi anh ra. Mà cũng không sao, mấy hồi bà nguôi là lại xong ấy mà. Hóa ra không phải em mới bị rơi vào tình cảnh này. Mai vừa nói vừa thở dài, lại còn cười, cười kiểu khổ nữa chứ. Anh thấy thế thì có vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô. Hả? Em cũng bị mẹ đuổi giống anh à? Thì chuyện như anh thấy đấy, em cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến gì mà dạo này mẹ em cứ ép em lấy chồng nữa. Em mới có 27, có phải già gì đâu. Ừ, Mai còn trẻ mà, già như anh còn chưa lo nữa. Dạ, chắc mấy bà trong xóm cứ hỏi nhiều nên thế, chứ đợt trước em ở nước ngoài mẹ cũng có nói gì đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều, Mai xinh gái lại giỏi giang như thế thì lo gì không kiếm được mối tốt. Dù sao chắc giờ cũng chưa về nhà luôn được. Hay là anh em mình kiếm quán nào ngồi nói chuyện nhỉ? Cũng mấy năm rồi anh em mình không gặp nhau. Dạ, thế cũng được ạ. Dù sao giờ em cũng không biết đi đâu. Cứ thế, cô đồng ý cùng Huy ra quán cà phê nói chuyện cả buổi chiều. Lâu rồi, hai anh em mỗi người mỗi việc, lớn rồi cũng sinh ra xa cách nên không liên lạc gì với nhau. Giờ nói chuyện mới biết Huy nhìn thế mà dễ thương đến lạ. Mai không biết dùng hai từ này có vẻ hơi trái ngược với ngoại hình anh không, nhưng mà tính cách thì đúng là thế thật. Nói thật thì cô cũng không hào cảm lắm với mấy anh công an, bộ đội.
Nói chung là làm trong ngành quân đội, thứ nhất là họ phải gánh vác trách nhiệm với đất nước trên vai, thường xuyên phải xa nhà, xa vợ con. Cũng có một lý do nữa là Mai thường nghe người ta nói con trai làm mấy ngành này thì rất dễ ngoại tình, thường xuyên xa vợ nên nhu cầu họ cũng cao, hay tìm phụ nữ bên ngoài. Nhưng cô cảm thấy đấy chỉ là những quan điểm phiến diện. Ít nhất hiện tại cô thấy Huy không giống vậy. Anh trưởng thành, chín chắn, lại có lúc rất vui tính, hòa đồng, còn có vẻ hơi nhát gái. Anh kể cô nghe về mối tình đầu của anh nhiều năm về trước, nhưng mà cũng là do người yêu cũ của anh chủ động tán. Mà làm trong nghề nhiều năm, anh cũng không còn tâm tư nghĩ đến việc riêng. Anh sợ công việc bận rộn không thể lo lắng chu đáo cho vợ con. Trên đường về nhà, anh cũng kể cho Mai nghe rất nhiều chuyện. Thì ra chuyện phóng xe hôm bữa là do anh đang đuổi theo một tên chuyên trộm chó. Nhiều người cũng lạ thật, thanh niên trai tráng, tứ chi đầy đủ, nhưng suốt ngày tham ăn lười làm, chỉ lo ăn chơi trác tán. Người ta nuôi mãi mới được con chó trong nhà, chưa kể đến nhiều người còn yêu thương nó như người thân trong nhà nữa chứ. Anh chú đáo đưa Mai về đến tận cổng nhà. Hai người còn đứng nói chuyện một lúc. Mai thấy Huy định nói gì đó nhưng có vẻ ngại, cứ ấp úng mãi. Anh Huy, anh định hỏi em chuyện gì à? Sao anh cứ ấp úng mãi thế? À, ừ, em cho anh xin phương thức liên lạc được không? Ui giời, em còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cơ. Thế anh có dùng Facebook không? Anh đưa điện thoại đây em quát mã cho. Huy đưa điện thoại cho cô. Được rồi ạ, cảm ơn Mai nhé. Thôi cũng muộn rồi, em vào nhà đi. Tối rảnh thì anh em mình nói chuyện. Dạ, anh Huy cũng về cẩn thận ạ. Ừ, nhà anh ngay đây mà, em vào nhà đi. Hai người cứ đứng dây dưa qua lại như thế đấy. Mai cảm giác trong lòng mình có gì đó dần thay đổi, chính bản thân cũng không biết đấy là gì. Có cảm giác gì đấy tim đập hơi nhanh, hồi hộp, mong chờ, còn cả không muốn ra anh. Quái thật, hai anh em mới gặp vừa nói chuyện với nhau có mấy lần đâu nhỉ. Trong khi cả hai còn đứng ngoài cổng thì thằng Tèo thám thính được, nó nhanh nhẩu chạy vào mách vội. Bà ơi, dì Mai hẹn hò với anh nào trước cổng ấy ạ? Mẹ cô nghe đến thế thì như trúng số, chân tay luống cuống cả lên. Đâu đâu, để bà xem nào. Bà nheo mắt ngó ra ngoài cổng. Trời cũng bắt đầu tối, ánh sáng lờ mờ, thấy một trai một gái đang thập thò trước cổng, khiến mẹ cô không kiềm được nhếch miệng cười. Tèo, cháu ở yên đây nhá, đừng có bứt dây động rừng, để bà ra ngó xem cái Mai nó đang nói chuyện với thằng nào. Bà, nhưng Tèo cũng muốn nhìn. Còn nít thì biết gì, ở yên trong nhà, nghe chưa? Dặn dò xong xuôi, bà rón ra rón rén áp tai vào cổng nghe lén. Nhưng chưa kịp nghe ra chuyện gì thì Mai quay người đẩy cửa bước vào, khiến cánh cửa đập nhẹ vào mặt bà. Bà mất đà ngã nhào xuống sân. Mẹ, mẹ làm gì đấy? Đang ê ẩm cả mông, bà ngước lên thấy cô với Huy đang trừng mắt nhìn. Mẹ cô đứng dậy xoa xoa cái mông, lắp bắp. À, có gì đâu, tối rồi, mẹ ra khóa cái cổng, kẻo các con Misu nó chạy ra đường người ta bắt mắt. Misu là con chó già nhà cô, nó cũng gần bằng một nửa tuổi đời của Mai rồi đấy. Dù mặc dù như thế, nhìn nó vẫn còn xinh lắm. Chó cỏ thôi, nhưng lông mượt, tai cụp hay nghịch. Mai thấy thế thì hơi ngại với Huy, gãi gãi đầu nhìn anh. Mẹ cũng thật là hơn 50 tuổi rồi, chứ có phải con nít đâu. Tết nhất như này mới chưa đến 6 giờ mà, mẹ khóa cổng làm gì chứ? Mẹ thích làm gì mày quản sao? Mà hai đứa đang nói chuyện gì đấy mà cứ thập thò trước cổng thế? Sao không dẫn anh vào nhà chơi? À dạ thôi ạ, cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước có việc, hôm nào cháu ghé sau ạ. Ừ, hôm nào rảnh qua nhà bác ghé chơi nha con. Mẹ thiên vị vừa thôi chứ, con gái thì chẳng quan tâm, cứ lo cho người ngoài thôi. Tôi vừa nói vừa đẩy lưng bà quay vào nhà. Từ từ, từ từ thôi. Mày mà kiếm được người yêu ra mắt về ấy, thì đảm bảo mẹ cưng mày hơn nâng trứng. Mẹ cứ chờ đấy, con á mà có người yêu con cho mẹ ra rìa ngay. Tao cũng mong được thế đấy. Huy mới bước vào nhà
thì nghe cái giọng chóe chóe của cái Hương vọng ra, kèm theo đó là giọng của ai đó. Thấy anh về, Hương đánh hơi được liền chạy ra. Anh hai làm gì mà giờ mới về? Bạn em chờ anh cả chiều rồi đấy. Cái con bé này, anh đi đâu mày cũng muốn quản à? Mà chờ anh hai làm gì? Thì hôm bữa em nói rồi đấy, anh không nhớ à? Mày nói suốt ngày, ai biết nhắc chuyện nào. Anh hai thật là. Em bảo em giới thiệu bạn gái cho anh thấy. Nay chị ấy với cái Linh qua chúc Tết. Nghe đến đây Huy kinh hồn bạt vía. Mày đùa anh đấy à? Anh hai có nói là cần mày may mối không? Hương bĩu môi. Dựa vào anh thì bao giờ em mới có chị dâu. Nói xong nó đẩy Huy vào nhà. Nhanh lên, mọi người chờ anh lâu lắm rồi đấy. Thấy Huy bước vào, cái Linh với chị nó đứng dậy chào. Em chào anh Huy ạ. Em chào anh ạ, lần đầu gặp mặt. Chào hai em. Hai đứa ngồi chơi với Hương nhá, anh vào phòng trước. Kìa, anh hai, anh phải tiếp chị Linh với chị Lan chứ. Hương hoảng hốt túm lấy tay Huy. Anh chỉ biết bất lực rồi ngồi nán lại một tí. Dù sao cũng là người lớn, người ta đến chơi nhà mà bỏ đi chỗ khác cũng không phải phép. Thế anh ngồi với mấy đứa một lúc vậy. Mà mẹ đâu rồi? Mẹ mới đi chúc Tết hàng xóm rồi ạ. Ừ. Thế mấy đứa đi đâu chơi về à? Đã ăn uống gì chưa? Lan nhìn Huy vẻ mặt ngại ngùng. Dạ, tí bọn em về nhà ăn sau cũng được ạ. Vậy mấy đứa ngồi chơi đi, bạn anh nó mới gọi, anh ra ngoài gặp chúng nó lát. Anh hai, anh mới về đã đi rồi á? Ừ, em ở nhà tiếp bạn, anh đi đây. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, anh hai chiều quá nên hư phải không? Chờ Huy đi, cây Hương với cây Linh quay qua nhìn Lan với ánh mắt lấp lánh. Chị ơi, chị thấy anh trai em thế nào? Lan làm xuyên ra vẻ ngại ngùng. Cũng được đấy, nhưng hình như anh ấy không để ý đến chị. Hương kích động nắm lấy tay Lan. Vậy là chị chấp nhận anh trai em rồi đấy nhá. Chị Lan xinh như vậy lo gì chứ. Đúng rồi, chị tớ xinh như này, anh cậu có mù mới không thích nhá. Lan nghe thế vênh cả mũi lên. Chỉ chờ đến lúc bác Nga về, cái Hương làm ầm ĩ cả lên. Mẹ vào nhà nhanh, con báo cho mẹ một tin vui. Có chuyện gì mà la làng lên thế hả Hương? Con báo cho mẹ một tin vui. Mày không phá nhà phá cửa là tin vui trong ngày rồi đấy. Mẹ này, con có nghịch như vậy đâu. Thế có chuyện gì? Nói nhanh, mẹ còn có việc. Con đã giới thiệu bạn gái cho anh hai rồi đấy. Mày nói có thật không? Con cái nhà ai? Thế anh hai mày có ưng không? Mẹ phải hỏi con gái nhà người ta có ưng không chứ. Ừ thì cô kia có ưng thằng hai nhà mình không? Chị ấy phải ưng thì con mới có tin vui báo cho mẹ chứ. Thế con cái nhà ai? Thông tin lý lịch khai nhanh cho mẹ. Chị gái con Linh bạn con, tên Lan, mới tốt nghiệp đại học, xinh gái lắm. Dào ôi, mới tốt nghiệp đại học thì có bao nhiêu tuổi đâu. Anh hai mày già rồi, ít nhất cũng phải kiếm người như cái Mai chứ. Mẹ đúng là cổ hủ. Chị Mai kia có gì tốt chứ, chỉ giỏi giữ hơi đàn ông thôi. Mày ăn nói kiểu gì thế hả? Con nói có sai đâu. Mẹ bênh chầm chập chị ta làm gì? Mẹ mày sống hơn nửa đời người rồi, mắt nhìn người như nào còn để mày dạy à? Ai đời lại nhìn mặt mà bắt hình dong như mẹ chứ. Mà bàn chủ đề chính đi, mai chị Lan qua nhà mình chúc Tết đấy, mẹ chuẩn bị cơm nước nhá. Khách mày thì mày tự tiếp đi, mẹ còn phải đi chúc Tết nữa. Mà nhìn cái Linh nó ăn chơi trừng diện thế kia, chị nó có ra hồn không đấy? Mày mà làm bừa là mẹ cho ăn đòn đấy. Con sắp 18, sắp thành người lớn rồi mà suốt ngày mẹ cứ dọa đánh đòn thế. Con đảm bảo chị Lan tốt hơn cái chị Mai kia hàng chục lần ý chứ. Tao không nói chuyện với mày nữa, thích làm gì thì làm, miễn là đừng làm anh hai mày giận là được. Con biết rồi. Đêm hôm đó Mai nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Nghĩ đến cảnh hai đứa quấn quýt nói chuyện với nhau là làm tim cứ đập loạn xạ lên hẳn. Sao giờ này vẫn chưa thấy anh Huy nhắn tin cho mình nhỉ? Rõ ràng hồi chiều đã hứa rồi mà. Hay anh quên? Mình có nên nhắn trước không? Mình là con gái mà đi làm như thế thì mất mặt lắm. Ồ,
nhắn hay không nhắn đây? Mai nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu nổ ra một trận đấu tranh tâm lý, thì có thông báo tin nhắn, hai tiếng tinh tinh liên tục. Cô nằm yên, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có phải mình bị ảo giác không trời? Ngứa một lúc thì tay mỏ mẫm trên giường vơ lấy cái điện thoại. Úi trời! Cô lập tức ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn. Là tin nhắn gửi đến từ Messenger có tên Đức Huy. Mai ngủ chưa? Anh mới đi gặp mấy đứa bạn về nên quên mất nhắn tin cho em. Dạ, em mới lên giường thôi ạ. Bình thường em cũng ngủ muộn lắm. May quá, anh còn tưởng em ngủ rồi chứ. Tối em không đi đâu chơi à? Dạ, em không ạ. Mai em mới về ngoại chúc Tết. Thế trưa mai em có rảnh không? Qua nhà anh chơi. Để em sắp xếp, rồi sáng mai em báo anh được không ạ? Vậy cũng được. Thôi em ngủ đi. Ngủ muộn quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ, anh Huy cũng đi ngủ đi ạ. Ok, chúc em ngủ ngon. Cô nhìn khung hình chat mà miệng không thể nào khép được. Đây có phải là thích không nhỉ? Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời, cô có cảm giác rung động mãnh liệt với một người đàn ông. Nói thật thì ngày xưa cũng có rung động trước mấy người khác phái, nhưng cũng chỉ được mấy ngày. Với lại hồi đó còn nghèo, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác được một người đàn ông nửa đêm nhắn tin trò chuyện rồi chúc ngủ ngon. Phải chăng vì độc thân quá lâu mà giờ sinh ra cảm giác muốn yêu nhỉ? Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến trong lòng phấn khích khôn nguôi. Đúng 10 giờ trưa hôm sau, Huy qua đón cô. Bảo là qua đón, nhưng đến trước cổng rồi anh lại ngại không dám vào, cứ đi qua đi lại thập thò trước cổng. Sau đấy mới nhắn tin gọi cô xuống. Đi một đoạn đường ngắn thì đến nhà Huy. Thấy cô sang chơi, mẹ anh vui vẻ ra mặt, bước vội đến dắt tay cô vào trong nhà. Mặc dù nhà gần nhau cũng thường hay gặp mặt, nhưng này lại có cảm giác gì đó lạ lắm. Mai, con vào nhà ngồi chơi đã. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cứ tự nhiên ở nhà nha. Bác cần cháu phụ gì không ạ? Cháu cứ vào nhà ngồi chơi, bác chuẩn bị xong cả rồi. Mai bước vào. Hồi còn nhỏ, mấy đứa trong xóm thường chơi chung với nhau. Cô cũng hay qua nhà anh chơi. Thời gian trôi thật nhanh, cũng nhiều năm rồi mới ghé. Cô nhìn quanh một vòng với vẻ lạ lẫm. Hồn đang lơ lửng trên mây thì cái giọng oang oảng của cái Hương vọng từ tít cổng vọng vào, làm cô giật mình. Mẹ, mẹ ơi, có chị Lan tới chơi này. Mày ngó ra nhìn cô gái sau lưng Hương. Người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn còn khá trẻ, lại có vẻ nhìn hơn Hương vài tuổi. Thấy cô, Hương nhìn chằm chằm với ánh mắt khó chịu. Ai đây mẹ? Chị Mai chứ còn ai nữa. Chị Mai gần nhà mình đấy á? Chị ta qua đây làm gì? Hương, ăn nói với người lớn thế hả? Nghe đến đây, Huy có vẻ hơi bực. Em hỏi thôi mà. Anh Huy, anh xem ai qua thăm nhà mình này. Huy có vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Đây là ai? Mình có quen sao? Bạn em à? Cô gái kia nghe thế thì vồ lấy bắp tay anh, mặt ỉu xìu, giả vờ làm nũng. Em Lan nè, hôm qua anh em mình mới gặp nhau đó. Em là chị gái của Linh. Anh già lẩm cẩm rồi phải không? Chị Lan hôm qua em mới giới thiệu cho anh đấy. À, anh nhìn không ra. Em buông tay ra đi. Dù sao chúng ta cũng mới gặp một hai lần thôi mà. Dứt lời, Huy đẩy cô ta ra, quay qua phẩy phẩy bắp tay, dẫn Mai vào phòng khách. Vào nhà thôi em. Bữa cơm hôm đó cũng hơi khó nuốt. Huy kéo ghế cho Mai. Vừa ngồi xuống, cô ta đã chen ngang ngồi xuống vị trí đấy. Con gái con đứa kiểu gì mà vô duyên thế không biết. Mai chỉ mắng thầm trong lòng. Ở đây có người lớn, lại ở nhà người ta, dù sao cũng phải nhịn cho phải phép. Thấy thế thì Huy cũng không ngồi nữa, kéo cô sang hai chiếc ghế trống bên cạnh. Thi thoảng Huy với bác Nga sẽ gắp vài miếng thức ăn bỏ vào bát cho cô. Thấy thế thì Lan cúi đầu, chọc ngoáy đũa trong bát. Còn cái Hương thì mặt mày sầm xuống như ai cướp mất đồ của nó. Anh hai thiên vị quá, sao cứ gắp đồ ăn cho chị ta thế? Này, lo phần ăn của em đi. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Hương.
vừa lòng em chưa? Em cũng muốn được gắp đồ ăn. Lan mở lời, giơ cái bát về phía Huy. Anh quay qua nhìn Mai, rồi lại nhìn cô ta. Cô không có tay hay sao? Lan bị anh nói thẳng thì dở thói cãi cùn. Chẳng lẽ cô ta cũng không có tay hay sao? Tôi thích gắp cho Mai thì liên quan gì đến cô? Nói xong, anh quay qua thì thầm vào tai Mai. Còn gái gì mà vô duyên thế? Em đừng để bụng nhá. Cơm nước xong xuôi, Mai giúp bác Nga dọn dẹp đống bát đĩa. Lan thế vậy cũng chạy lại giành tranh giành. Bác cứ để đấy cháu rửa cho. Mấy việc này ở nhà cháu làm suốt ấy mà. Thôi, cháu cứ ngồi chơi, ai lại để khách rửa bát. Đúng rồi, Lan cứ ngồi xem tivi để chị rửa cho. Cô ta quay sang nhìn Mai, mặt hầm hầm ghen tức. Lại quay qua cười thảo Mai với bác Nga. Bác cho cháu ăn trực rồi thì cháu cũng phải rửa bát chứ ạ. Vậy cháu cần phụ gì thì gọi bác. Mai, cháu lên nhà ngồi uống nước đi. Lan đã muốn làm thì để em ấy làm. Dạ, vậy cháu lên nhà tám chuyện với mọi người ạ. Thấy Lan cứ nhất quyết muốn làm nên bác Nga cũng không từ chối mãi được, đành dắt Mai lên nhà. Cây Hương ăn xong thì chui vào phòng nằm ườn ra. Phòng khách chỉ còn mỗi Mai, Huy cùng với mẹ anh. Bác có vẻ quý cô lắm, hết cười rồi lại nắm bàn tay cô hỏi đủ chuyện trên đời. Nói chuyện đang hăng thì tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng dưới bếp vọng lên. Bác Nga hốt hoảng chạy xuống để xem tình hình. Hai anh em cũng sợ chạy ra theo chân luôn. Cảnh tượng trước mắt khiến ba người tròn mắt nhìn nhau. Lan cả người ướt sũng từ đầu xuống chân, mặt còn dính nước bọt xà phòng. Mầm bát đĩa nằm lăn lóc trên sàn, cái vỡ, cái rất mẻ. Thấy có người, Lan ngước mắt lên nhìn, cười trừ. Bình thường cháu cũng hay rửa bát, tại sàn nhà bác trơn quá, cháu lỡ tay tuột mất ạ. Vỡ mấy cái bát thôi bác ạ. Mai quay qua nhìn thì thấy bác vỗ lên trán mấy cái. Bác đã nói để bác làm cho. Thôi, cháu lên nhà chơi đi, để bác dọn nốt. Dạ, bác dọn hộ con với ạ. Nói xong, cô ta chạy tót lên nhà, chẳng thèm ở lại dọn dẹp. Rửa có mấy cái bát thôi mà biến cái nhà bếp thành bãi chiến trường. Cô gái này lợi hại thật. Chắc bình thường được chiều quá, không cần đụng chân đụng tay đây mà. Dù sao chuyện cũng đang như vậy, Mai cũng không thể đứng nhìn bác dọn dẹp cái mớ hỗn độn này một mình được. Trên sàn có nhiều mảnh sành lắm, bác cẩn thận ạ, để cháu dọn cho. May mà có cháu dọn cùng, chứ mỗi có bác á thì không biết bao giờ mới dọn xong. Dạ, chuyện nhỏ thôi bác. Không hiểu cái Hương nhà bác nó nghĩ gì mà dắt cái Lan về nhà nữa. Người ta là tiểu thư, sống quen thuộc cuộc sống của người chăm sóc rồi, sao có thể chịu khổ mà lấy thằng Huy được chứ. Để cháu chê cười rồi. Dạ, cháu thấy em Lan cũng tốt mà ạ. Chắc do em ấy còn trẻ nên hơi hồn nhiên thôi ạ. Thôi, cái duyên cái số, con trẻ nghĩ thế nào thì bác theo thế ấy. Nhưng bác vẫn mong con về làm dâu bác nhất. Mai bị giật mình trước câu nói của bác Nga. Dạ, cháu với anh Huy chỉ là anh em thôi ạ. Bác cũng chỉ buột miệng thế thôi, cháu đừng để bụng. Từ hôm ở nhà Huy trở về, cô với anh cũng chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Thì thoảng nếu rảnh rỗi, anh sẽ dành thời gian gọi điện. Mai cũng không biết quan hệ của mình với Huy đang ở mức độ nào. Nói là anh em thì cũng không hẳn, mà bạn bè thì cũng chẳng có bạn bè nào lại suốt ngày nhắn tin, trò chuyện hỏi han nhau thân mật thế bao giờ. Còn yêu đương, anh còn chưa nói lời yêu cô bao giờ. Thời gian lặng lẽ trôi theo cái quỹ đạo của nó. Mai cũng phải làm việc để tiếp tục dự định của mình. Bắt đầu mở shop bán các mặt hàng nội địa Nhật. Nói là mở cửa hàng, nhưng lượng hàng hướng tới vẫn là khách nhập xỉ và khách lẻ theo hình thức online. Xu hướng thị trường dạo gần đây, hình thức bán hàng này rất phát triển, dễ tiếp cận người dùng. Trong tương lai thì chắc chắn sẽ rầm rộ hơn. Ngày khai trương, người thân bạn bè đến rất đông. Trước cửa hàng, trong cửa hàng chất đầy hoa tươi. Đây cũng là dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp riêng ở tuổi 27 của cô, nên mọi người ủng hộ nhiều lắm. Để việc làm ăn của cô được thuận lợi,
bố mẹ còn mời cả thầy cúng về xem bát, còn mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Quanh quẩn cũng chỉ có mấy thành viên trong nhà, với mấy người họ hàng gần và tất nhiên không thể thiếu Huy. Sau đợt Tết, dường như mọi người cũng khá quen với sự thân thiết giữa Mai và Huy, cũng không chọc nữa, nhưng thi thoảng cũng sẽ có người hỏi. Huy vốn là cảnh sát nên chỉ nghỉ Tết mấy ngày là lại phải tiếp tục công việc để thay ca cho đồng đội. Lần này về, trông anh có vẻ gầy hơn một chút, chắc là việc nhiều quá. Bình thường Mai không thấy Huy uống rượu, đợt tất niên cũng thế, chắc do thói quen nghề nghiệp. Nhưng hôm nay anh uống rất nhiệt tình, ai mời cũng cạn ly, chẳng mấy chốc mà mặt như mấy con gà trọi. Cô tưởng anh uống cho vui, ai ngờ say thật mọi người ạ. Đích thị là gục ngay trên bàn nhậu, lầy mãi không tỉnh. Mai nhờ anh hai đưa Huy về nhà, nhưng dù sao nhà cũng gần đây nên bố mẹ cô nhất quyết không chịu. Mẹ bảo này, cũng khuya rồi, thằng Huy nó say như này mà ra đường dễ trúng gió, tối nay để nó ở lại đi. Mẹ, sao thế được, nhà ảnh gần đây chứ có xa xôi gì đâu. Nhà mình còn nhiều phòng trống, mẹ có bảo nó ngủ phòng con đâu, lo gì. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, con lên phòng trên tầng đi, chuẩn bị chăn gối cho nó. Con không chịu đâu, mẹ đi mà làm. Ô hay, cái con bé này, mày không làm thì tối nay tao thả cho thằng Huy nằm ở ngoài này nhá. Mẹ đã nói thế rồi, Mai cũng không thể nào từ chối được. Lúc đưa anh lên phòng, cô còn thấy trong túi anh có thứ gì đấy. Biết là không nên tọc mạch chuyện riêng của người khác, nhưng với cái bản tính tò mò của mình, Mai quyết định mở ra xem thử. Một hộp trang sức nhỏ, hình vuông, bên trong là một chiếc nhẫn có đèn xanh nhỏ gắn ở nắp hộp chiếu vào sáng lấp lánh. Wow, chiếc nhẫn này anh định tặng cho mình sao? Hay dành cho người khác? Mai rón rén trả nó về chỗ cũ, vờ như chưa biết gì. Suốt cả đêm không tài nào ngủ được, vừa có chút gì đó mong chờ, nhưng cũng sợ hãi. Cô sợ chiếc nhẫn đó không dành cho mình, sợ bản thân tự ảo tưởng sức mạnh, ôm nhiều hy vọng để rồi thất vọng. Sáng ra, Mai dậy từ rất sớm, cô muốn chờ xem Huy giải quyết chiếc nhẫn ấy như thế nào. Tầm 6 giờ sáng mới thấy Huy lững thững từ cầu thang đi xuống. Thấy cô, anh tỏ ra ngại ngùng. Làm phiền em quá, tối qua anh say, có hành động gì không phải không em? Em bỏ qua cho anh nhé. Dạ, anh có làm gì đâu ạ. Thế anh Huy chuẩn bị về luôn à? Ừ, làm phiền nhà em cả đêm rồi, anh về còn có chuyện ở cơ quan. Dạ, để em tiễn anh ạ. Ờ, hai bác đâu? Anh chào mọi người cho phải phép. Bố mẹ em ra ngoài từ sớm rồi anh. Vậy thôi anh về nhá. Dạ. Mai tiễn anh ra cổng. Chờ đến lúc anh ngồi lên xe phóng đi thì tim cô cũng lỡ theo một nhịp. Hóa ra chiếc nhẫn kia không phải anh dành cho mình. Hóa ra tất cả suy nghĩ của bản thân chỉ là vọng tưởng. Cô dường như chết lặng vì thất vọng, cứ thế đứng đần người trước cổng. Được một lúc thì thấy anh quay lại, khiến Mai không khỏi vui mừng. Anh còn chuyện gì à? À, anh quên cái mũ bảo hiểm, em lấy giúp anh nhé. À, anh quên mũ ạ, anh chờ em một tí nhé. Thế mà cô cứ tưởng anh quên đưa nhẫn cho cô chứ. Mũ của anh đây ạ. Anh cảm ơn nhé. Huy ấp úng. À, Mai này, anh có cái này cho em, nhận cho anh vui nhé. Anh móc từ túi ra, Mai biết chắc chắn là hộp đựng nhẫn tối qua cô đã thấy. Vừa đưa tay cầm lấy thì anh phóng xe chạy vút luôn. Chắc là lúc nãy ngại nên cứ ấp úng mãi không chịu dám nói. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. Vào phòng, cô vui vẻ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Nó vừa in như thể sinh ra dành cho cô vậy. Chiếc nhẫn lấp lánh điểm tô làm cho bàn tay vốn chẳng hề mềm mại của Mai trở nên xinh xắn hẳn lên. Hay là do tâm trạng vui vẻ quá mới thế nhỉ? Mai tự hỏi. Mai vui vẻ chụp bàn tay đeo nhẫn gửi cho Huy. Anh thấy có hợp không? Mai đeo nhẫn rồi à? Thế là đồng ý với anh rồi nhá. Đồng ý gì ạ? Đồng ý làm bạn gái anh. Anh Huy còn chưa tỏ tình em mà. Mai biết anh ngại nói mà. Thế sao được? Anh không nói là em tháo nhẫn đấy. Đừng tháo, anh nói,
nhưng em không được gửi anh đâu đấy. Chờ một lúc thì một tin nhắn voi chat được gửi đến. Làm bạn gái anh nhá. Anh phải nói ai làm bạn gái anh chứ. Mai làm bạn gái anh nha. Giọng nói người đàn ông trầm ấm, rất nam tính, có chút gì đó hơi không được tự nhiên, nhưng cũng rất ngọt ngào, làm tan chảy trái tim thiếu nữ mới học yêu. Nể tình em mới đồng ý đấy nhá. Thế giờ chúng ta là người yêu đúng không? Em không chê anh già chứ? Già gì chứ? Trai hơn gái 4 tuổi là bình thường mà. Em nói tuổi, làm anh lại thấy mình già. Không già, anh là đẹp trẻ nhất mà. Em ăn ủi anh đi à? Em nói thật, anh phải tự tin lên chứ. Anh cảm ơn. Sao lại khách sáo rồi? Giờ chúng ta là người yêu mà. Lâu rồi mới yêu đương nên anh chưa quen. Anh chọc em đúng không? Anh là mối tình đầu của em đấy. May mắn cho anh quá. À, anh có việc rồi, tối anh qua đón em đi chơi được không? Được ạ, nhưng mà anh đứng đầu ngõ thôi, không mẹ em thấy là ngại lắm. Thấy thì có sao đâu. Mẹ em mà biết em với anh yêu nhau thì kiểu gì mẹ cũng mách mẹ anh cho mà xem. Ừ, cũng đúng. Mà trước sau gì họ cũng biết mà. Anh khờ quá à. Mẹ em với mẹ anh mà biết, ngày nào cũng ép cưới cho xem. Em muốn yêu đương một thời gian nữa cơ. Nghe em hết. Chuyện tình yêu của hai người tiếp diễn như thế. Huy thường bận việc ở cơ quan. Gần đây anh tham gia một vụ án lớn, phải đi công tác dài ngày. Còn Mai, cửa hàng đã đi vào quỹ đạo, đi đơn liên tục nên cả hai cũng không có nhiều thời gian cạnh nhau. Nói thẳng ra là yêu xa. Cả ngày đi làm về mệt mỏi, cô chỉ muốn được gọi điện cho anh, nghe giọng nói của anh. Nhưng gọi mãi không thấy anh nhấc máy. Giờ cũng gần 10 giờ tối rồi. Bình thường tầm này Huy đã xong việc. Điều này làm cô rất bất an. Cô biết công việc của anh rất đáng quý, kèm theo đó là vô vàn nguy hiểm trực chờ. Bởi vậy người ta thường nói, hậu phương của những người lính ắt hẳn là những bông hồng thép. Phải là bông hồng thép mới chịu đựng được nỗi lo lắng, bất an mỗi ngày và cảm giác phải sống xa người mình yêu. Mai dần thấm được điều đó. Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì có chuông điện thoại. Mai vội bốc máy ngay. Alo, anh làm gì mà em gọi mãi không được? Nãy anh đang đi trên đường, để em lo lắng rồi. Công việc xong chưa ạ? Em nhìn xuống cửa sổ đi. Phòng Mai nằm ở tầng 2, có một chiếc cửa sổ lớn hướng về phía cổng. Cô vội nhảy xuống giường, mở cửa rèm ra. Ánh sáng le lói từ đèn chiếu đường vào, chiếu lên bóng dáng vững chãi của anh, khiến cô xúc động. Gần cả tháng nay cô chưa được gặp anh. Nỗi nhớ của cô gái mới yêu cứ thế mà vỡ òa. Nước mắt rưng rưng. Mặc dù rất vội, Mai vẫn rón rén đi xuống vì sợ người trong nhà phát hiện. Cô ôm chầm lấy anh. Em nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Sao anh về mà không báo trước cho em? Tại anh muốn tạo bất ngờ cho em đấy. Lại biết ướt rồi. Thấy Mai nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi, Huy dỗ ngọt. Ngoan, anh xin lỗi. Lần sau sẽ báo trước cho em, được không? Đoàn tụ sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ nhung cứ thế dâng trào. Anh nhìn cô nhìn anh. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối. Môi vừa chạm môi thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Đứa nào đây? Nghe tiếng mẹ Mai, hai đứa giật mình buông ra, nhìn về phía bà. Cái Mai, thằng nào đây? À, dạ, cháu chào bác, cháu Huy ạ. Hai đứa mày lén lút yêu đương đúng không? Tụi con có lén lút yêu đương đâu. Không yêu đương mà giờ này ôm ấp hôn hít nhau đấy hả? Mày mà không khai thật thì đừng trách mẹ. Thế hai đứa quen nhau từ lúc nào? Thưa bác, được vài tháng rồi ạ. Không phải tụi cháu cố ý giấu đâu ạ. Chỉ chờ đến đây, gương mặt đang giả vờ căng thẳng của mẹ giãn ra. Thay vào đó là nụ cười đáng sợ, thể hiện sự thỏa mãn, cũng có chút mưu tính. Con nhìn chúng cái Mai nhà bác ở điểm gì thế? Hai đứa định bao giờ tính đến chuyện hôn nhân? Đấy, con biết kiểu gì mẹ cũng thế mà. Chúng con chỉ mới quen được có 2 tháng. 2 tháng đủ rồi. Mày thấy bản thân mày chưa đủ già hay sao mà còn chờ thêm? Mày cũng phải lo nghĩ cho đằng Huy chứ. Nó cũng sắp 32 rồi chứ đâu. À dạ, cháu cũng không gấp ạ.
Bác không phải chê con già đâu. Bác nói để cái mai nó còn tính. Con đừng có mà chiều hư nó quá. À dạ dạ. Anh ấp úng quay qua cầu cứu Mai. Thôi mẹ cứ từ từ để bọn con tính. Sau tối hôm đó, thông tin truyền đến tai mẹ Huy. Thủ phạm là ai chắc mọi người cũng rõ rồi đấy. Hai bên nhà cứ liên tục giục cưới, mà hai người cũng nghiêm túc với mối quan hệ này. Cưới thì cưới thôi, về chung nhà sớm một chút cũng tốt, đỡ bị cằn nhằn suốt ngày. Nói thì nói vậy thôi, cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời người. Mai vẫn muốn phải chuẩn bị thật kỹ. Hai người vẫn tiếp tục hẹn hò, chỉ khác là không cần phải giấu giếm nữa. Mà từ ngày mẹ Mai biết cô có người yêu cũng thoải mái hẳn. Cũng như các cặp tình nhân khác, Mai cũng muốn cùng nhau trải nghiệm nhiều điều thú vị, cùng nhau làm thật nhiều thứ, cùng đi xem phim, cùng đi du lịch. Mỗi tội công việc của Huy bận rộn quá, thành ra cũng chưa đi chơi được đâu xa. Nhân dịp anh được nghỉ, hai đứa quyết định làm một chuyến lên Đà Lạt. Trước giờ chỉ xem trên mạng với nghe bạn bè kể thôi, chứ cũng chưa bao giờ đi. Đi rồi mới biết Đà Lạt đẹp tựa như thiên đường dưới trần gian vậy. Khí hậu thì mỗi ngày trải qua bốn mùa. Sáng ra thời tiết hơi lành lạnh, trưa thì nắng ấm, mà tối lại có vẻ hơi rét. Nơi đây được người ta đầu tư phát triển đầy đủ các dịch vụ. Hai đứa cũng ghé thăm thung lũng tình yêu cùng một số địa điểm nổi tiếng được review. Mọi người nghĩ sao về quan hệ trước hôn nhân? Mặc dù biết thời đại ngày nay tư tưởng tiến bộ, phóng khoáng hơn, nhưng suốt thời gian yêu đương, hai đứa chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cả ngày đi chơi cũng mệt. Đêm thứ hai, Mai quyết định ở lại homestay. Dù gì cũng đang yêu đương nên chỉ thuê một phòng thôi. Tối hôm đó, cô thấy anh có biểu hiện gì đó lạ lắm. Huy ở trong nhà tắm rất lâu, phải hơn 30 phút, còn lâu hơn cả con gái. Lúc ổng đi ra thì chỉ quàng một chiếc khăn tắm quanh hông. Cơ bụng chuẩn 6 múi khiến mắt cô không thể rời khỏi. Anh bước tới gõ vào trán Mai. Này, nhìn gì mà thất thần thế, chảy cả nước miếng rồi kìa. Mai nuốt cái ực, lại vô thức đưa tay lên lau miệng. Ơ, đâu, làm gì có đâu. Anh gạt em. Ai bảo em cứ nhìn anh chằm chằm vậy. Thôi, đi tắm đi còn đi ngủ. Dạ, anh nhớ sấy tóc đấy nhá, cảm bây giờ. Được rồi cô nương, đi tắm nhanh kẻo lạnh. Mai nằm ngâm mình trong bồn tắm, suy ngẫm lại chuyện lúc này mà mặt đỏ bừng lên. 27 năm cuộc đời, lần đầu mới trải qua cảm giác này. Bình thường lúc ôm nhau, cô cũng cảm nhận được sự rắn chắc từ cơ thể anh. Nhưng đẹp như vậy, quả thực chưa từng tưởng tượng được. Ôi, chết mất, sao đầu óc cô đen tối này cơ chứ? Thôi, tập trung tắm nào. Huy đang ngồi lướt điện thoại thì tiếng Mai từ phòng tắm vọng ra. Anh ơi, em bị làm sao không? Em quên không đưa quần áo vào. Anh lấy hộ em với. Chờ anh tí nhá, em mở cửa đi. Nhưng em còn chưa mặc đồ. Ngốc ạ, mở hé cửa thôi. Dạ, cảm ơn anh yêu. Huy mới quay qua được mấy bước thì Mai lại gọi. Anh, lại sao vậy? Sao anh không lấy đồ trong cho em? Anh quên mất, thế em để chỗ nào? Em để ở ngăn nhỏ ấy. Huy mở ngăn nhỏ vali thì đưa vào cho cô. Sao anh lại lấy cái bộ bồ đỏ này? Em mặc tạm đi, anh thấy bộ đó đẹp mà. Vậy em mặc tạm cũng được. Một lúc sau, Mai xế tóc xong xuôi mới từ nhà tắm bước ra. Sao anh không bật đèn? Tối quá. Mai đang loay hoay thì có ánh sáng lờ mờ trên bàn tỏa ra, là nến, tạo nên ánh sáng mờ ảo, lãng mạn. Wow, anh chuẩn bị bao giờ thế? Hồi chiều anh nhờ mấy bạn nhân viên mua đấy. Không ngờ nha, từ bao giờ anh xến thế? Không phải bọn con gái em thích mấy thứ này sao? Mấy anh ở cơ quan chỉ cho anh đấy. Họ dạy hư anh rồi. Em không thích sao? Vậy anh đem cất nhá. Không, em thích mà. Em muốn ăn gì khuya nữa không? Dạ thôi, nãy em ăn no rồi. Thế có muốn thử một chút rượu vang cho dễ ngủ không? Anh thấy trên bàn có đó. Dạ, thế cũng được ạ. Nhưng chỉ một tí thôi nhá. Dưới ánh nến lung linh, hai đứa ngồi nhâm nhi ly rượu, tạo nên không khí cực kỳ lãng mạn.
Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ thôi anh. Mai để chiếc gối giữa giường, quay qua nói với Huy. Anh bên này, em bên này, không được vượt biên đâu đấy. Xong cô leo tót lên giường, nằm quay mặt vào tường. Một lúc sau thì cảm giác nệm bị lún xuống. Chắc Huy cũng chuẩn bị ngủ. Tim cô bắt đầu đập liên hồi, cảm giác cứ là lạ làm sao. Chắc do đây là lần đầu hai đứa ngủ chung phòng nên sinh ra hồi hộp. Bình thường thì chỉ cần có tí men trong người là ngủ rất ngon, mà giờ hai mắt cứ sáng như đèn pha ô tô, không tài nào ngủ được, cứ phải quay qua quay lại. Em sao thế, không ngủ được à? Em khó ngủ ạ. Ừ, anh cũng thế. Hay kiếm việc gì làm đi. Làm gì ạ? Sao em ngốc thế? Một trai, một gái ngủ chung giường thì còn làm gì nữa? Nhưng mà em sợ. Sợ gì chứ? Nhỡ có em bé thì làm sao? Anh chuẩn bị rồi, không có em bé được đâu. Mà có thì cưới chứ sao. Anh chuẩn bị rồi á? Hóa ra là anh có ý đồ với em từ trước rồi, có đúng không? Không phải thế, dù sao anh cũng phải chuẩn bị chứ. Nhưng mà em vẫn sợ, em không biết làm thế nào. Ngốc quá, em cứ nằm yên thôi, mọi thứ để anh lo. Mai, cho anh nhé. Đây là lần đầu của cô nên thực sự rất sợ, hồi hộp. Mấy lần xem phim người ta bảo lần đầu đau lắm. Giờ biên phải làm sao? Mai, cũng được ạ. Nhưng anh hứa phải nhẹ thôi đấy. Em sợ. Anh hứa. Anh vứt chiếc gối ôm ở giữa, quay qua ôm lấy tôi, hôn lên trán, mắt, rồi đến môi. Anh tắt nến đi chứ, em ngại. Chờ anh một tí nhé. Đến lúc cởi áo, thấy Huy cứ loay hoay mãi. Sao vậy anh? Cái áo này mở như nào? Cô bật cười, đành phải tự cởi vậy. Hai đứa cứ thế dây dưa triền miên. Đến đoạn cao trào, anh lại bối rối. Hay anh bật đèn nhé. Sao lại bật đèn? Anh không thấy đường. Anh, nhẹ thôi, anh làm em đau. Anh xin lỗi, lần đầu nên anh cũng hơi bối rối. Thôi, không sao đâu ạ. Lúc dạo đầu có hơi khó khăn, nhưng lúc quen rồi thì anh hằng lắm, cứ dây dưa mãi. Thế là đêm đầu tiên của Mai cứ thế dành cho anh. Cô cũng băn khoăn, không biết anh nói thật hay là chỉ dỗ dành cô vui. Mai nghe nói đàn ông người ta nhu cầu lớn, ít ai giữ mình được lắm. Trở về từ Đà Lạt được gần tầm một tháng thì bố mẹ anh qua nhà hỏi cưới. Thấy yêu nhau chừng ấy cũng đủ trải nghiệm rồi nên hai đứa quyết định đi đến hôn nhân. Hôn lễ của cặp trai già gái ế được tổ chức hoành tráng. Bạn bè Mai nhiều đứa xa không kịp về, còn Huy vốn là người nhà nước, nhiều quan hệ, bạn bè rất nhiều. Nói chung quan hệ giữa Mai với mọi người trong gia đình anh rất tốt, trừ cái Hương. Cô không thể lý giải được lý do em ấy có thành kiến với cô đến thế. Có phải do cô đã thấy vị trí chị dâu mà nó đã đích thân chọn cho anh hai nó không nữa? Trong đám cưới của cô, Lan không đến. Chắc biết mình không còn cơ hội nên rút lui. Còn Hương và cái Linh, bạn nó, thì không nhịn được cục tức này. Hai đứa bày trò phá hôn lễ. Dù sao hai đứa cũng gần 18 tuổi đầu, ấy vậy mà suy nghĩ còn trẻ con lắm, làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Làm xấu mặt cô thì khác nào tự tay đào hố cho anh trai nó đâu chứ. Trong lúc cô với Huy còn loay hoay đi từng bàn tiếp rượu thì hai đứa nó ghé tay nhau mà thì thầm. Này, bà chị dâu của mày cũng xinh quá nhỉ. Xấu bỏ xử, thua chị gái mày. Cũng đúng. Mà này, mày chấp nhận chị dâu này rồi à? Tao không chấp nhận thì biết làm thế nào. Anh hai tao thích cô ta. Không biết mụ ta cho mẹ tao với anh hai tao ăn cái gì mà mê mẩn thế không biết. Tao cũng chả ưa gì bà chị dâu của mày. Không có chị ta, có khi nhà tao với nhà mày thành thông gia rồi ấy chứ. Thân càng thêm thân. Ờ, tao cũng thấy thế. Thế mày định để yên cho chị ta à? Mày có chủ ý gì hay không? Tí nữa chị ta đến gần đây. Này, mày thế này, thế này, rồi làm thế này nhá. Sao mày không chỉ cho tao sớm hơn? Giờ cũng chưa muộn mà. Mày phải giúp tao đấy nhá. Khi Mai với Huy đi qua bàn của tụi nó
thì bị một vật gì đó vướng dưới chân, cùng với chiếc váy cưới nặng nề khiến cả người cô lao về phía trước. Cũng may Huy kịp thời đỡ, nhưng trên đầu anh có dòng nước gì đó màu đỏ chảy xuống. Máu đâu ra vậy? Không, không phải máu mà là rượu vang. Mùi rượu vang thoang thoảng Mai có thể ngửi được. Hương, em lại bày trò nghịch ngợm thế à? Anh hai, không phải em đâu, em chỉ định uống rượu mừng với anh chị thôi mà. Em cứ chờ đấy, đợi hôn lễ xong xuôi anh tính sổ với em. Người ta thường nói cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, nhưng với Mai lại là cuộc chiến chị dâu em chồng. Sống chung với con bé mới lớn nửa vời suốt ngày cậy khóe, bày trò nghịch dại làm cô đau hết cả đầu. Trái ngược với người anh trai giỏi giang, kỷ luật, cái Hương là con gái nhưng lại rất ương bướng, học không lo học, suốt ngày lêu lổng, sống bừa bộn, thua cả khối đám con trai. Mẹ chồng Mai thì cũng nhiều tuổi, không hiểu được mấy cái thói của giới trẻ như nó. Còn chồng cô thì bận rộn, chẳng có nhiều thời gian quản nó. Chắc vì thế nên nó cũng sinh hư. Ai đời em chồng lại cay chém chẻm lời chị dâu như thế cơ chứ. Hương, Hương đi học về thì cất sách vở gọn gàng vào, sao lại vứt bừa ngoài phòng khách thế kia? Chị cứ để đó, tí tôi dọn. Tí nhớ dọn, không khách hứa vào người ta lại cười cho. Cười thì cười chị, chứ liên quan gì tôi. Làm dâu mà không biết lo lắng quán xuyến việc nhà à? Em ăn nói với chị dâu thế à? Nói thế thì đã sao? Em mà còn nói thế là chị bảo anh trai quản em đấy, biết chưa? Chị đừng có mà giở trò mách lẻo với tôi nhá. Tôi không sợ đâu đấy. Không sợ thì thử xem. Được rồi, tôi dọn, lắm lời thế không biết. Chiều hôm đó, cái Linh bạn nó ghé chơi, Mai cũng chẳng thèm quan tâm đến hai cái đứa này. Chỉ cần tụi nó ngoan ngoãn, đừng bày trò là được. Cơm nước xong xuôi thì nhân viên gọi điện có lô hàng cần chuyển gấp, không đủ người làm. Thế là gần 6 giờ tối rồi, Mai vẫn phải hì hục đánh xe ra phụ. Tính ra cửa hàng cũng chỉ cách đó tầm 3-4 cây số. Ở quê đường vắng, đi một tí là đến. Trước khi cô đi, cô còn dặn dò hai bọn nó. Này Hương ơi, đồ ăn chị nấu dưới bếp rồi, còn cái nồi thịt kho chị còn để ở lửa, chờ khoảng 5 phút em tắt bếp hộ chị nhé. Chị ra cửa hàng có việc gấp. Ôi dồi, được rồi, chị đi đi, phiền quá. Tao với mày ngồi chơi tiếp. Mày mới bảo anh yêu nhà tao chuẩn bị ra MV mới á? Ừ, mày không biết à? Mà tao thấy ông Momo này có gì đâu mà mày mê thế hả Hương? Mày không hiểu được gì đâu. Rồi rồi, nhất chồng mày. Giờ tao với mày làm gì tiếp nhỉ? Mày chơi game không? Có game này mới ra, chơi vui lắm, còn dễ kiếm người yêu trên này nữa đấy. Dào ôi, ai lại kiếm người yêu trên đấy? Mày cổ hủ quá, giờ người ta toàn yêu nhau kiểu này thôi. Mày nhớ con Như ở lớp B không? Nó hốt được ông người yêu trên này đấy, giàu lắm. Thật á? Thế mày chỉ tao chơi đi. Hai chúng nó cứ mải mê ngồi chơi như thế, chẳng để ý gì đến trời may gì cả. Cho đến lúc bà Nga về, vừa mới vào đến sân, mùi khét từ đồ ăn cùng với khói đen bốc nghi ngút trong bếp ra. Mai ơi, con làm gì mà khói đen khắp bếp bên kia hả? Bà vội chạy vào bếp, nồi thịt kho cháy thành than, suýt thủng cả đáy nồi. Bấy giờ Hương với Linh đang nằm chơi trong phòng mới nhớ ra tới nồi thịt kho. Chạy xuống bếp thì khói đen đã dày đặc trong nhà bếp. Ơ mẹ, mẹ về lúc nào thế? Mày làm cái gì mà không tắt bếp để cháy đen thế hả? Nó sợ mẹ mắng, đưa hết mọi chuyện đổ lên đầu Mai. Ơ, con có biết gì đâu, con ở trên phòng với cái Linh, có làm gì đâu ạ? Cái Linh làm trứng này, chắc là chị Mai ra ngoài quên ý mẹ. Thế chị dâu mày đi đâu? Chị ta tự có tay có chân, đi đâu làm sao con quản được chứ. Thế cái Mai không dặn mày à? Chị ta có nói gì đâu, mẹ tự hỏi chị ấy chứ hỏi con làm gì. Chắc con bé bận việc ngoài cửa hàng nên quên, đợi nó về rồi tính. Tầm 7 giờ tối, Mai mới xong việc ngoài cửa hàng, phóng xe về nhà. Vừa lúc mẹ chồng với cái Hương đang soạn cơm chuẩn bị ăn. Huy mấy hôm nay công tác bận, không về nhà được. Mai thấy trên mâm cơm không thấy nồi thịt kho đâu, mới quay qua hỏi. Mẹ ơi, mẹ quên không lấy thịt kho ạ? Nhắc mới nhớ, con có ra ngoài gấp thì cũng phải nhớ tắt bếp, khóa ga cẩn thận hẵng đi chứ. Mẹ mới về đã thấy cái bếp toàn khói đen,
có mà thịt bóng đêm rồi. Trước khi ra khỏi nhà, con nhớ đã dặn cái Hương tắt bếp rồi mà. Mai hoài nghi quay sang nhìn nó. Hương, chị dặn em 5 phút sau thì tắt bếp rồi mà. Em làm gì mà để nó cháy đen thế kia? Này, chị đừng có mà đổ lỗi cho tôi nhá. Chị dặn tôi hồi nào? Đã sai mà còn muốn hát nước bẩn đến người khác à? Em ăn nói kiểu gì vậy hả? Rõ ràng em còn đồng ý với chị rồi mà. Mẹ đừng tin lời chị ta. Đúng là bà cô già xấu tính. Hai chị em có thôi đi không? Chuyện cũng đã lỡ rồi. Lỗi của ai cũng không quan trọng nữa. Nghe thế, cái Hương quay qua nhếch miệng nhìn Mai với vẻ mặt đắc ý lắm. Mai tự dặn trong lòng, phải nhịn, mình là chị dâu, nhường nó một tí. Thời tiết tháng 4 nắng to lắm. Mới 6 giờ sáng đã thấy mặt trời. Không khí dạo này có vẻ bắt đầu oi bức hơn. Lâu rồi mới có một ngày thong dong như này. Vốn là đứa ưa gọn gàng sạch sẽ, Mai lôi hết chăn gối ra giặt. Cô làm xong xuôi hết mọi việc, vào lướt mạng xem tình hình xu hướng dạo này thế nào. Vừa để giải trí, vừa lại để tìm kiếm thông tin. Như đã định hướng từ trước, cô có ước mơ mở thêm một shop quần áo. Đam mê bán hàng từ bé đã ăn sâu vào máu không đổi được. Dù sao dạo này cửa hàng bán đồ nội địa Nhật hoạt động cũng đi vào quỹ đạo. Có nhân viên với người quản lý nên cô cũng không cần phải trực tiếp điều hành quá nhiều. Chủ yếu là tìm nguồn hàng với lượng khách sỉ mới. Chắc chờ thêm một thời gian ngắn nữa thì có thể mở thêm cửa hàng mới, nên bây giờ cũng cần phải chuẩn bị trước. Mà cũng không hiểu dạo này sao cứ hay buồn ngủ, lại thèm ăn. Thi thoảng đang làm việc, đói không chịu được, phải kiếm gì ăn. Vừa xuống bếp mở tủ lạnh thì nghe bác hàng xóm gọi. Bà Nga ơi, làm gì trong nhà mà để con chó cắn chăn màn thế kia? Mai chạy ra thì thấy cái Hương với cái Linh đang ngồi gần đấy cười ha hả. Này, hai đứa ngồi đấy mà không thấy thằng Gâu cắn mền à? Tôi thấy đây, thì sao? Cái Hương lên tiếng, còn con Linh thì ngồi cạnh đó cười tủm tỉm. Thấy, thế sao không biết đường nhặt lên? Chị buồn cười thật đấy. Con chó nó cắn đầu của chị thì chị tự đi mà nhặt, việc liên quan gì đến tôi? Thế em là người ngoài hay sao mà đến cái việc nhỏ như này còn không biết giúp? Trời, tôi có ưa gì chị đâu mà phải giúp. Em dám nói với chị thế à? Tôi nói đấy, thì sao? Chị đừng có tưởng lừa được anh trai với mẹ tôi gả vào đây thì muốn làm cái gì thì làm nhá. Vừa gì vừa xấu như chị mà đến lượt lấy được anh trai tôi. Hương nói đúng đấy, lẽ danh Huy phải lấy chị gái tôi mới đúng. Con kia, mày là cái thá gì mà dám xỉa mũi vào chuyện nhà tao? Mày đừng thấy tao người lớn không chấp trẻ con mà quá đáng nhá. Rồi sao? Chị định làm gì tôi? Chị đừng mà có lên giọng với bạn tôi nhá. Con đàn bà điếm lên giường đàn ông để được ba nuôi như chị mà đòi lên giọng với tôi á? Không hiểu anh Huy bị cái gì mới rước chị nữa. Con kia, mày vừa nói cái gì cơ? Mày thử nói lại xem. Chị tưởng tôi sợ à? Nói lại thì nói lại. Cái Linh á, nó nói với tôi rồi. Người thân của nó bên Nhật biết chị sang bên đấy lấy thân kiếm tiền, làm gái bao chứ gì. Tin tức này ở đâu ra? Lời nói quá khích của nó khiến cơn giận dữ trong cô bùng phát. Bình thường nhường quá nên nó tưởng cô hiền hay sao mà dám ăn nói bịa đặt đến thế. Không nhịn được, Mai lao vào cho nó một cái bạt tai rõ kêu. Mà nó ửng đỏ lên, mắt rưng rưng nước. Chị dám đánh tôi? Tôi liều với chị. Linh, giúp tao. Hai đứa nó cùng lao vào giữ lấy Mai. Mà cô cũng điên tiết, lao vào, hai tay túm lấy tóc hai đứa nó mà giật mạnh. Cả căn nhà trở nên hỗn loạn. Cũng may chồng về kịp. Mai, sao lại gây gổ với hai đứa nó thế? Đang trên đà sôi máu, thấy anh hỏi thế, Mai cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt dòng dài, dòng ngắn cứ thế mà chảy xuống. Chúng nó bảo em làm gái bao, lấy thân kiếm tiền, còn nói em gạt anh nên anh mới chịu cưới em. Nghe mày nói đến đây, Huy nổi giận đùng đùng. Mà bà Nga đứng cạnh nghe hết mọi chuyện cũng không khác gì. Nhìn cái Hương với cái Linh bằng khuôn mặt hung dữ. Hương, có thật em nói chị dâu thế không? Em... Nói! Huy tức giận quát lớn. Em nói, nhưng chẳng phải sự thật sao? Cái Linh nó kể cho em hết rồi. Linh, cháu nói đi. Cháu nghe được tin tức đó ở đâu? Dạ, cháu có việc xin phép về trước ạ.
Dứt lời, cô ta chạy ra xe, phóng một mạch ra đường không thèm đội mũ bảo hiểm. Mai là vợ anh, cô ấy như nào, chẳng lẽ anh không hiểu à? Mày nghe lời người ngoài xúi bậy, rồi về nói chị dâu mày thế hả? Mau xin lỗi chị ngay cho anh, nếu không đừng có trách. Mày đừng ỷ bình thường anh với mẹ thương mày mà láo nhá. Sao em phải xin lỗi chị ta chứ? Em có nói sai đâu. Lại còn bảo không nói sai. Phải ăn đòn mới nhận ra lỗi của mình, đúng không? Hương, dạo này mẹ thấy con bắt đầu sinh hư lắm rồi đấy. Có phải mẹ chơi với cái Linh nhiều quá nên nhiễm đúng không? Liên quan gì đến Linh mà mẹ nói thế chứ? Còn không phải sao? Tao cấm mày từ nay không được chơi bời gì với nó, nghe chưa? Con gái gì mà tóc xanh tóc đỏ, móng tay móng chân đỏ chót, đến nhà người ta mà chả biết giữ ý tứ gì. Mày mà chơi với nó nữa, đừng trách tao đuổi mày ra khỏi nhà. Hương tức giận chạy lên phòng đóng cửa cái sầm. Bà Nga thấy Mai nước mắt còn rưng rưng thì nhẹ nhàng an ủi. Thôi, thôi còn kệ nó, nó còn nhỏ, ăn nói không biết nghĩ, để mẹ bảo lại. Con đừng nghĩ nhiều nhá. Huy cũng ôm lấy cô, xoa đầu an ủi. Mẹ nói đúng rồi đó, thôi nín đi, đừng chấp nhặt với trẻ con. Ừ, dạ, em biết rồi. Từ lần đó, Hương đã ghét Mai ra mặt, giờ lại càng ghét hơn. Thấy mẹ với chồng bênh cô thì nó cày cú lắm. Mà cũng từ hôm đấy, ngoài giờ học, nó bị Huy cấm túc ở nhà, không cho giao lưu với cái Linh nữa. Mà nghĩ tới con bé đấy là máu lại dồn lên não, mới có tí tuổi đầu mà đã đặt điều nói xấu người khác, không hiểu bố mẹ dạy dỗ kiểu gì. Dạo này cái Hương nó tỏ ra trầm tính hơn. Ở trong phòng, Hương nằm dài trên giường chán nản thì có điện thoại gọi đến. Alo, gì đấy? Tao, Linh đây. Mày gọi tao có chuyện gì? Tao gọi mày hỏi thăm không được à? Mày đừng tưởng tao quên chuyện hôm bữa mày bỏ về để tao một mình ăn mắng nhá. Thì hôm đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ mà. Chuyện nhà mày tao có xen vào được đâu. Mấy ngày rồi bọn mình không gặp mặt, tao qua nhà mày chơi nhá. Thôi không được đâu, mẹ tao cấm cửa rồi, không cho tao chơi với mày nữa đâu. Sao lại thế? Thì tại bà chị dâu của tao chứ sao nữa. Còn mụ ấy lại bày trò gì à? Thì chuyện hôm bữa chưa có gì đâu. Mày có muốn trả thù chị ta không? Mày có chú ý gì à? Nhiều lắm, lát nữa qua nhà tao, tao chỉ cho. Chiều hôm đó, Hương nói dối mẹ đi học thêm để qua nhà cây Linh cả chiều. Khi về nhà, mặt nó cũng bình thản như thường. Nhưng giác quan thứ 6 của Mai báo hiệu có gì đó bất ổn. Nó tỏ ra nghe lời, ngoan ngoãn hơn. Ăn xong còn biết giúp cô rửa chén, quần áo tắm xong cũng phân loại rồi mới bỏ vào máy giặt, không vứt lung tung như trước. Mai cũng bị sự ngoan ngoãn của nó đánh lừa, tưởng nó đã suy nghĩ thấu đáo nên không tính toán chuyện cũ nữa. Không ngờ nó lại chơi cô một vố lớn như vậy. Thấy Mai vẫn ở nhà, nó hỏi: Chị dâu, sao dạo này em thấy chị ở nhà suốt thế? Thất nghiệp rồi à? Đâu có, chị làm việc ở nhà mà. Ở nhà mà cũng gọi là làm việc á? Sao lại không thể chứ, dùng máy tính điều hành mọi việc là được rồi mà. À, ra là thế. Dạo này chị thấy cô ngoan ngoãn hơn rồi đấy, cứ thế mà phát huy. Xê, ai cần. Em nói nhầm, em biết rồi ạ. Chiều hôm đó, nhân lúc Mai vắng nhà, Hương lẻn vào phòng cô, lén mở máy tính và cài chỉnh sửa một số trong hệ thống bán hàng trực tuyến. Lúc Mai trở về, nó vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Đến lúc cô phát hiện thì hệ thống bán hàng trên TikTok Shop đã bị đình chỉ vĩnh viễn. Cùng với đó là một số chức năng điều hành page bán hàng trên Facebook cũng bị đảo lộn. Mọi thứ ập xuống làm cô hoảng hốt không biết giải quyết thế nào, vì thực sự Mai không phải là một đứa rành công nghệ. Cô gọi điện vội báo ngay cho Huy, anh về ngay trong tối hôm đó. TikTok Shop mới mở nhưng đang phát triển mạnh, giờ xây lại cũng không chắc chắn phát triển được như thế. Còn mấy chục triệu trong tài khoản TikTok chưa kịp rút đã bị khóa. Bà Nga cũng lo lắng, nhưng không am hiểu về công việc của con dâu, không biết an ủi thế nào. Còn cái Hương chỉ đứng đấy chơi điện tử, chả nói năng gì. Mai loay hoay không biết cách giải quyết. Thấy Huy bước vào, cô lại ôm anh nghẹn khóc. Chuyện xảy ra khi nào? Em làm gì à? Thôi, nín đi.
Em không biết nữa. Lúc chiều em ra cửa hàng, lúc nãy em về mở máy tính vào hệ thống thì đã bị như vậy rồi. Em không biết tại sao lại như vậy. Bình thường cũng có sao đâu. Em không có đăng gì vi phạm tiêu chuẩn, cũng chưa bị cảnh cáo bao giờ. Có khi nào có người hack vào hệ thống của cửa hàng không nhỉ? Trong TikTok shop của em còn mấy chục triệu. Anh nhờ đồng nghiệp chuyên về tội phạm công nghệ cao điều tra có được không anh? Cái này có thể bị xử phạt hình sự đấy. Chuyện còn chưa chắc chắn, điều tra sẽ phức tạp lắm. Để anh gọi điện cho người xem thế nào. Thấy Huy nhắc đến việc nhờ công an vào điều tra, cái Hương đang cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, mặt đột nhiên trắng bệch ra. Nó hốt hoảng. Anh, chuyện nhỏ như này mà gọi cả công an vào á? Chuyện liên quan đến mấy chục triệu, rồi cả hệ thống bán hàng. Nhỏ là nhỏ thế nào? Nếu điều tra được, ít nhất cũng phải phạt cải tạo hoặc ngồi tù 3 năm đấy. Anh, chuyện này nhờ mấy người giỏi công nghệ sửa là được mà. Đâu cần phiền đến công an đâu. Bếp bán hàng thì có thể sửa được, chứ TikTok shop thì có vẻ khó. Bị khóa rồi khó khiếu nại lắm. Tốt nhất nên để bên nghiệp vụ họ vào cuộc điều tra. Anh có quen vài người trong mảng này. Anh, khoan đã. Em lại bị làm sao nữa đấy? Anh, em xin lỗi. Em chỉ muốn chọc chị dâu một chút thôi. Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa như này. Hương, em đang nói gì vậy? Em là em dùng máy tính chị dâu nghịch nên mới như vậy. Nhưng em chỉ muốn chọc chị một chút thôi. Hương ngồi sụp xuống sàn, khóc nức nở. Huy tức giận. Hương, em thử nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động cảm tính như thế hả? Có biết vì em mà công việc của chị Mai bị ảnh hưởng không? Nói, ai chị em làm cái trò này hả? Bình thường mày cũng nghịch, cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Anh hai, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa. Mày còn định có lần sau. Hôm nay, anh hai không cho mày một trận đòn thì không thể nào ra khôn ra được. Mẹ, mẹ ra lấy cho con cây roi mây vào đây. Huy, bình tĩnh, em nó còn nhỏ, bà bắn nó nhẹ nhàng thôi. Nó cũng sắp đủ tuổi lấy chồng theo pháp luật rồi, còn nhỏ gì nữa. Tại bình thường mẹ với con chiều nó quá, nó mới sinh hư như này đấy. Nhưng mà cũng không nên đánh nó chứ. Mẹ không lấy đúng không? Vậy để con. Huy đẩy mẹ ra, định bước ra ngoài thì Mai kéo tay anh. Thôi anh, chuyện cũng đã vậy rồi. Cái Hương nó cũng lớn rồi, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. Mặc dù rất tức giận vì độ chơi ngu của Hương, nhưng dù sao cũng là thành viên trong nhà, cô không muốn quan hệ giữa mọi người trở nên căng thẳng. Em thấy chưa, như vậy mà chị dâu còn bênh em, vậy mà suốt ngày bày trò nữa. Có xin lỗi chị dâu không? Nhanh. Em xin lỗi chị dâu. Em lần sau em không thế nữa. Ừ, thôi về phòng đi. Anh xin lỗi vợ, cái Hương lại gây rắc rối cho em rồi. Mẹ cũng xin lỗi con, để mẹ dạy dỗ lại em nó. Ừ, dạ thôi con mệt rồi, con xin phép về phòng ạ. Mặc dù nói là không truy cứu, nhưng cô không thể nào ưa nổi cô em chồng này. Từ hôm đó, Mai không thèm để ý đến nó. Quần áo để nó tự giặt, bát ăn xong tự rửa. Miễn là đồ của nó, chắc chắn cô sẽ không đụng vào. Chắc nó cũng hối hận, dạo gần đây cứ nhìn thấy cô là lại chột dạ không dám nhìn thẳng. Nhiều lần còn tính bắt chuyện, nhưng Mai nhất quyết vờ như không thấy. Lúc đi làm về, cô bắt đầu thấy đầu óc có chút choáng váng. Mai gọi vào mẹ chồng nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ có cái Hương trong nhà chạy ra. Chị dâu, chị bị làm sao đấy? Lúc đấy mắt cô bắt đầu mở đi trông thấy, hoa mắt, bụng dưới đau thắt lại, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, mặt mày tái mét, suýt ngã xuống. Cũng may cái Hương nhanh chân tay đỡ kịp, nó dìu cô vào nhà pha một ít nước chanh mát. Thấy Mai mãi không đỡ, Hương gọi điện báo ngay cho mẹ và anh Huy kịp thời trở về đưa cô vào bệnh viện khám. Mai mệt quá, bất tỉnh trên đường. Khi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Nhìn Huy lo lắng, cô sợ bản thân lại gặp phải căn bệnh nan y gì, hoang mang sợ hãi. Chồng, có phải em bị bệnh gì không? Bệnh gì nguy hiểm lắm không anh? Sao nhìn anh có vẻ lo lắng thế? Em ý, có em bé rồi còn không biết. Nãy bị động thai, mày cái Hương gọi anh kịp. Anh bảo em có thai á?
cô ngốc này, được hơn 4 tuần rồi. Đợt này em nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn. Cái shop quần áo online của em tạm gác lại đi, lo một cửa hàng đã đủ mệt rồi. Em biết rồi, để em tính. Mà cái Hương đâu rồi anh? Nó vừa ra ngoài mua cháo cho em rồi đấy. Em thấy mấy hôm nay nó cũng ngoan hẳn, mong là đừng bày trò gì là em yên tâm rồi. Anh cũng mong cho hai chị em hòa thuận với nhau, chứ nó làm anh đau đầu quá rồi. Chờ khoảng hơn 10 phút thì Hương cầm theo hộp cháo đi vào. Nó nhìn Mai vẻ ấp úng. Chị ăn đi cho nóng ạ. Cảm ơn em. Chị Mai, làm sao thế? Em thành thật xin lỗi chị. Chuyện lần trước, chị đang mang thai mà em lại bày trò làm ảnh hưởng đến chị. Thôi không sao, chuyện cũng qua rồi, chị không để bụng nữa đâu. À mà chị cảm ơn nhá. Cũng may có em thì chị với em bé mới bình an như này. Dạ, vậy coi như em chuộc lỗi với chị nha. Ừ, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như này có phải đáng yêu hơn không? Cuộc sống ở nhà chồng trở nên hòa thuận hơn trước rất nhiều. Mâu thuẫn giữa Mai với Hương cũng được giải quyết. Biết Mai mang bầu nên mẹ chồng càng chiều chuộng hơn, không để cô động tay thứ gì. Còn Huy cũng ráng sắp xếp thời gian về nhà thường xuyên hơn. Mới sang tháng thứ hai mà cô cứ ngỡ như mình tăng hẳn mấy cân. Cứ đà này thì thành heo con lười mất thôi. Cũng như thường ngày, Mai sẽ dành một chút thời gian buổi chiều đi dạo trong vườn. Đợt đi Đà Lạt về, biết cô thích hoa, Huy có trồng mấy hàng hoa hồng nở quanh năm. Anh còn cẩn thận đặt một chiếc xích đu với một chiếc ghế đá dài gần đấy. Nhưng sợ cô gặp nguy hiểm, anh tháo chiếc xích đu cất vào kho rồi. Dạo một vòng thì thấy cái Hương ngồi trên ghế đá, vừa ôm điện thoại vừa cười. Mai hoài nghi bước lại gần. Có chuyện gì mà nhìn điện thoại cười tùng tìm thế kia? Nó giật mình quay lại nhìn Mai, né ánh mắt né tránh ánh mắt cô, chối đẩy. Ơ dạ, không có gì đâu chị. Mấy hôm nay chị thấy em suốt ngày cứ cười một mình lắm nhá. Có phải yêu đương với anh nào rồi không? Ơ sao chị biết hay vậy? Chị lạ gì bọn trẻ mấy đứa nữa. Chị nhớ giấu anh hai giúp em nhá, em sợ bị mắng yêu sớm lắm. Ờ, chị không nói đâu. Kể chị nghe xem, lạ là anh nào mà làm Hương nhà mình cười cả ngày thế kia? Chị lại trêu em rồi. Thực ra thì em quen anh ấy trên mạng, là cái Linh giới thiệu cho em. Em cũng chưa gặp ngoài đời nữa cơ. Còn có khoản yêu đương trên mạng nữa hả? Để chị xem nào. Nó chìa ảnh người con trai trong điện thoại cho Mai xem. Anh ấy tên Nam ạ, đẹp trai chị nhỉ. Trong hình là một thanh niên chắc cũng phải ngang tuổi Mai. Mặt mày cũng đẹp trai, mà cứ nhìn đều đều sao ấy. Cô cũng chẳng dám nói thẳng, sợ tình cảm hai chị em mới hòa thuận bị phá vỡ. Ờ, nhìn cũng được, mà có vẻ hơi lớn tuổi so với em đấy. Nhưng chị thấy yêu đương qua mạng không tốt đâu, với nhìn anh ta cũng không thích hợp. Hay em bỏ đi? Ừ, dạ, lúc đầu em cũng thấy vậy. Mà cái Linh nói yêu người lớn tuổi, họ trưởng thành, quan tâm đến mình, nên em mới quen thử. Nhìn vậy, chị anh ấy nói chuyện dễ thương lắm ạ. Chị cũng không biết chuyện em như nào. Yêu đương cũng tốt, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng nên tin người quá. Dạ, em biết rồi chị dâu. Cuối tuần này anh ấy hẹn gặp em đấy. Quê anh Nam ở Hà Nội, mà yêu xa nên anh ấy phải về đây gặp em. Quê ở Hà Nội quá. Thế cuối tuần có muốn chị đi cùng không? Chị cũng muốn gặp thử xem sao. Chị này, bọn em hẹn hò, sao để chị đi cùng được chứ? Ờ, chị quên mất. Nhưng mà làm gì cũng phải cẩn thận, đừng đi quá giới hạn đấy nhá. Dạ, em biết rồi. Chị dâu có thèm ăn gì không? Mà em đi tiện đường mua cho. Chà chà, dạo này quan tâm chị gớm nhỉ. Tưởng yêu đương vào là quên hết mọi người chứ. Em có thế đâu. Thôi, em cứ lo đi chơi đi. Thèm gì chị tự mua được. Mới bầu có mấy tuần đầu, còn chưa thấy bụng nữa mà. Hương nhìn bụng Mai cười hì hì. Cô không có em gái, giờ về nhà chồng có cái Hương ấy thế mà lại vui. Nó mà ngoan ngoãn từ đầu thì cô cũng xem nó như em gái mà chiều chuộng rồi ấy chứ. Đến chủ nhật, Mai ngủ dậy vừa ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng đã thấy cái Hương súng xa súng xính chạy lại kéo nó vào phòng. Chị dâu, mau vào giúp em đi. Mai ngồi xuống mép giường nhìn nó loay hoay thử hết váy này đến đổ kia trước gương mà không khỏi bật cười.
cô thấy được hình ảnh của mình ngày trước khi mới quen Huy. Kể ra con gái thật khó hiểu, quần áo tháng mua không biết mấy bộ mà cứ lúc đi chơi là lại không biết mặc gì. Chị Mai, chị thấy em mặc cái này đẹp không hay cái kia? Mai nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá. Cái này ngắn quá, nhìn hơi trưởng thành, em đổi bộ kia xem thế nào. Bộ này á, em cũng thấy vậy, nhưng có trẻ con quá không chị? Ừ nhờ. Thế em mặc bộ màu trắng trong góc kia đi, chị thấy cái đấy hợp với em đấy. Để em thử. Mà anh Hai đâu chị? Con bé này, yêu vào là thế đấy. Tối anh Hai có về đâu? Chị cứ để anh Hai ở cơ quan suốt thế á? Đợt này anh ở nhà cũng nhiều mà. Tính chất công việc của ảnh, chị cũng có quản được đâu. Ừ, cũng đúng ạ. Mà chị nhớ để ý anh Hai cho kỹ. Em nghe người ta bảo vợ bầu đàn ông hay ra ngoài giải tỏa lắm. Con bé này, nghĩ đi đâu thế? Anh Hai em mà em còn không tin à? Chẳng phải em đang lo lắng cho chị còn gì? Ờ, chị biết rồi. Mà cô lo hơi xa. Đàn ông mà chị, ai biết được. Thôi, lo chuyện của cô đi. Thế chưa có về ăn cơm không? Để chị còn biết đường giấu cho. Chắc chiều em mới về cơ. Lần đầu gặp nên anh Nam định rủ em đi công viên nước với mấy chỗ vui vui. Ờ, đi chơi vui nhá. Nhớ lời chị dặn đấy. Em biết rồi mà. Thôi, chuẩn bị cho xong đi. Chị xuống bếp kiếm ăn gì đây? Dạ, em cảm ơn chị dâu. Còn khách sáo nữa. Ở nhà nhiều cũng chán, Mai quyết định chiều hôm đó đi ra cửa hàng, vừa xem tình hình và cũng ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn nhân viên cho khuây khỏa. Tình hình bán lẻ cũng tăng trưởng rõ rệt, có vẻ người dân cũng khá hợp với đồ Nhật ấy chứ. Ngồi nói chuyện với giúp mọi người đóng hàng vui quá nên quên quả trời đất. Xong còn ghé về nhà mẹ đẻ ăn cơm nên tận tối mới về. Đến sân thấy mẹ chồng cứ đi lòng vòng, mặt tỏ vẻ lo lắng. Mẹ, sao mẹ không vào nhà? Đứng ngoài này làm gì thế hả? Con có biết cái Hương đi đâu không? Nó đi từ sáng tới giờ còn chưa thấy về. Mẹ lo quá. Ơ, cái Hương chưa về ạ? Thế mẹ đã gọi em ấy chưa? Mẹ gọi mấy lần rồi mà nó không bắt máy. Bình thường nó có thế đâu cơ chứ. Hồi sáng nó bảo với con đi gặp bạn trai mới quen qua mạng gì đấy. Ừ, để con gọi anh Huy về. Tầm 9 giờ Huy mới về đến nhà. Sao rồi? Có liên lạc được với cái Hương không? Nó khóa máy rồi. Giờ làm sao anh? Anh cho người tìm kiếm đi. Để anh gọi công an. Em có biết thông tin gì không? Hồi sáng Hương kéo em qua phòng nó, bảo là đi gặp bạn trai qua mạng gì. À, anh ta tên Nam, người Hà Nội. Tuổi chắc cũng phải mang tuổi em, mà nhìn mặt hơi gian gian. Em sợ cái Hương bị lừa. Em đang có thai, ở nhà đi em. Để anh gọi lên đồn nhờ người đi tìm. Nó liên lạc về thì gọi anh. Ừ, dạ, anh đi đi. Ừ, anh đi đây. Để mẹ đi cùng. Mẹ ở nhà chăm sóc Mai đi, để con đi được rồi. Cả tối đó bị xáo trộn cả lên. Mẹ chồng khóc lên khóc xuống, làm Mai càng sốt ruột đi qua đi lại. Con bé này cũng thật là, nhỡ người ta lừa mất tiền, lừa mất người thì biết làm sao. Cứ cách mấy phút cô lại gọi thử một cuộc, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Mai chợt nhớ ra, hôm qua Hương có kể bạn trai nó là do cái Linh giới thiệu. Ngồi nhà như này mãi cũng không chịu được, cô hỏi mẹ chồng nhà cái Linh, phóng xe qua nhà cái Linh. Chuông cửa vang lên một hồi, nó mới lững thững trong nhà bước ra. Thấy Mai, nó định bước vào thì bị cô gọi lại. Linh, ra đây, chị có chuyện cần hỏi. Chị qua đây làm gì? Hương giờ đang ở đâu? Ơ, chị hỏi buồn cười nhỉ. Nó không ở nhà thì ở đâu? Tôi có phải mẹ nó đâu mà biết. Chị hỏi lại, Hương đâu? Hôm qua nó nói với chị là mày giới thiệu người yêu cho nó. Nó đi sáng giờ mà còn chưa về. Nghe Mai nói thế, nó chột dạ, mắt liếc ngang liếc dọc, né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ờ, thì tôi giới thiệu thật, nhưng tôi có biết đâu. Mày có biết, tao nói với anh Huy một tiếng là giờ mày vào đồn công an ngồi luôn không hả? Ơ này, chị đừng có mà dọa tôi. Tôi không làm gì đâu đấy. Tao nhắc lại, mày có nói Hương đang ở đâu không? Thằng kia dẫn Hương đi đâu? Thấy nó vẫn im lặng, Mai rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Huy thì nó lao tới chiếu lấy tay cô. Ơ chị, tôi xin chị đừng báo anh Huy, tôi khai là được chứ gì? Mai giận dữ quát lớn. Nói. Anh Nam cho tôi một chiếc điện thoại đời mới, bảo tôi giới thiệu Hương cho anh ta.
Anh ta là chủ quán, là chủ quán karaoke ở Hoàng Mai. Đợt trước tôi ra Hà Nội chơi có vô tình gặp anh ta. Còn chuyện anh ta gặp anh gặp Hương thế nào, tôi thực sự không biết Hương đang ở đâu. Mày cứ chờ đó, nếu cái Hương mà gặp chuyện gì, tao cho mày ngồi tù mọt không. Tôi xin chị, đừng nói chuyện này cho anh Huy. Mày còn dám xin? Mày có biết Hương đang mất tích không hả? Cút. Mai đẩy cô ta ra xa, lập tức phóng xe lên đồn. Vừa gọi cho Huy chuẩn bị, cô nhất quyết theo chân anh. Từ chỗ cô lên Hà Nội mất gần 2 tiếng đi xe, tìm theo địa chỉ lấy được từ chỗ Hương. Đấy là một quán karaoke rất lớn, còn có cả người canh cửa. Bây giờ mà nhiều người vào cùng một lúc, chắc chắn đánh rắn động cỏ. Mà hiện tại cũng không xác định được chính xác liệu Hương có đang ở trong đấy hay không. Mai muốn lao vào nhưng bị Huy giữ lại. Em đang mang thai, em ở ngoài này đi. Bọn anh là cảnh sát, làm việc sẽ tiện hơn. Có thông tin gì anh nhớ báo em đấy nhá. Huy cùng hai đồng đội nữa bước vào, đến nơi thì bị mấy tên canh cửa giữ lại. Này, xin chào các anh. Các anh đã đặt phòng trước chưa? Chúng tôi đến mới trực tiếp đặt phòng. Giao thẻ căn cước ra đây. Đến quán hát mà cũng cần thẻ căn cước à? Các anh là người mới phải không? Chúng tôi được một người bạn giới thiệu qua đây, lần đầu nên còn bỡ ngỡ, mong các anh thông cảm. Huy giao thẻ ra, chúng mới cho vào. Quán này có kết cấu khá giống với quán bar, chỉ khác có nhiều tầng với nhiều phòng hơn. Phải đến quầy lễ tân đăng ký phòng, sau đó được một thanh niên dẫn đường. Căn phòng xa hoa, đầy đủ tiện nghi. Người dẫn đường niềm nở. Các anh muốn gọi thêm mùi không ạ? Chỗ các anh có loại nào? Chỗ chúng tôi có hàng mới, nhưng chắc phải chờ thêm mấy ngày. Các anh dùng tạm hàng cũ trước, muốn hàng mới phải chờ sang tuần. Thế thôi, nay ăn chay, chờ sang tuần vậy. Người dẫn đường cúi chào rồi đi ra ngoài. Huy cùng hai đồng chí cảnh sát chuẩn bị hành động thì phát hiện trước cửa có hai tên cơ bắp xăm đầy mình đang canh cửa. Cách đó không xa còn có camera, ra tay kiểu gì cũng bị phát hiện. Mai ngồi ngoài xe cùng mấy người thì sốt ruột. Thấy vậy, một cậu cảnh sát trẻ vỗ vai an ủi. Chị dâu đừng lo, chúng tôi làm mấy nhiệm vụ này nhiều rồi, không sao đâu. Ừ, cảm ơn cậu. Sao vào lâu như vậy mà chưa có tin tức gì nhỉ? Cô vừa dứt lời thì đồng đội nhận được thông báo của Huy. Anh bị canh cửa giám sát, không thể hành động được. Bước đầu xác định Hương có thể bị nhốt trong này. Mấy đồng chí còn lại bắt đầu hành động, liên lạc với một số công an trong khu vực, nhưng cũng đã khuya nên hơi mất thời gian. Một cậu cảnh sát già làm bạn của khách trong quán tiến đến. Hai tên canh cửa cẩn trọng nhắc quá giờ không cho vào nữa. Bất đắc dĩ, họ đánh ngất hai tên kia tiến vào. Mai cũng rón rén chạy theo. Bên trong càng đông người hơn. Thấy người lạ xông vào, chúng gọi thêm người chặn lại. Xung đột hai bên bắt đầu xảy ra. Cô nhân cơ hội lách qua góc tường bên cạnh bước vào. Vì bảo vệ tập trung phía trước nên đường đi của cô khá thoáng. Quán hát này cũng lạ, có bao nhiêu hành lang với phòng, biết tìm đường nào. Mai cứ rón rén bước đi trong vô định, cứ đến phòng nào sẽ nhòm mắt vào nhìn. Đến cầu thang định bước lên trên tầng 2 thì nghe tiếng cãi nhau, sau đó là một tiếng hét rất lớn. Quen thuộc, cô chắc chắn đấy là giọng của Hương. Đang tính lấy điện thoại ra báo cho mọi người biết thì phát hiện điện thoại bỏ quên trên xe. Mai chỉ đành đánh liều lần theo hướng của âm thanh lúc nãy, xuống một căn hầm. Bên dưới còn có mấy căn phòng, bên trong đều là những cô gái ăn mặc thiếu vải, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Bước đến phòng cuối cùng, Mai thấy một người đàn ông đang túm tóc một cô gái kéo mạnh. Bên trên còn có những vết bầm tím. Nhìn kỹ, đúng thật là em chồng cô rồi. Mắt cô rưng rưng nước, hốt hoảng. Giờ làm sao đây? Chỉ có một mình thì làm sao đánh lại tên kia chứ? Hay là quay ra nhờ người nhỉ? Không được, giờ mà ra ngoài kiểu gì cũng bị tóm. Cô đảo mắt xung quanh, không có vật gì có thể uy hiếp được. Mai nhớ ra đường lúc nãy đi vào có một đống chai rượu bỏ dở. Cô cúi người phóng nhanh ra, hai tay cầm hai chai rượu quay nhanh vào. Nhóm mắt nhìn vào qua khe cửa, thấy hắn ta đang hì hục túm lấy tay Hương, chân kiểm lấy chân Hương. Một tay bắt đầu xé áo. Cô biết thời cơ đến.
nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi về phía gã. Không chú ý nên Trần vô tình vấp phải một chai rượu khác nằm lăn lóc trên sàn, tạo ra tiếng động. Hắn ta phát hiện, đang quay đầu lại thì bị Mai lấy chai rượu phang một phát thật mạnh vào đầu hắn. Chai thủy tinh dày cộm vỡ tan tành. Đầu óc hắn choáng váng, một dòng máu đỏ từ trên đầu chảy xuống. Hắn ngã xuống sàn. Cô kinh hãi ngồi sụp xuống. Chết rồi, có khi nào mình giết người rồi không ta? Cái Hương bật dậy lao đến ôm lấy cô. Chị Mai, cứu em với. Mai hoàn hồn ôm chầm lấy nó, xoa đầu. Nín đi, chúng ta mau ra ngoài thôi. Mặt mũi nó lem luốc nước mắt, từng cơn nấc cứ lấn át nhau. Mai lại ôm an ủi nó, lau đi từng giọt nước mắt khô ướt chồng chất trên mặt nó, rồi lại kéo tay bước ra ngoài. Bên ngoài cũng đã được kiểm soát. Trên đường ra, hai người còn gặp một đồng chí cảnh sát. Thấy Mai và Hương, anh ta vui mừng báo cáo với Huy cùng mọi người. Huy giao lại công việc còn lại cho đồng đội, lái xe chở hai chị em về ngay trong đêm. Suốt cả chặng đường, Cai Hương cứ ôm chầm lấy Mai không buông, khóc nức nở. Về đến nhà cũng tờ mờ sáng, bà Nga có bảo thế nào cũng không chịu buông tay Mai. Nó một mực đòi ngủ với Mai. Vì lo lắng cho tâm lý của Hương nên mọi người cũng đồng ý. Cô dẫn Hương vào trong phòng. Chị chuẩn bị nước ấm, em đi tắm trước đi nhé. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Mai từ phòng tắm đi ra. Được rồi, đi tắm thôi, mệt mỏi cả ngày rồi. Hương cứ ngồi lì trên giường như thế, cô thấy càng thương, vỗ về lưng nó. Thôi, mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chị tắm cho em được không? Em sợ. Được rồi, vào đây. Lúc ngủ, Hương còn ôm lấy Mai khóc nấc. Hai chị em tâm sự rất nhiều. Từ vụ việc này, tinh thần bị ảnh hưởng, Hương cũng nghỉ chơi với con bạn khốn nạn của nó. Mai đã phải dành rất nhiều thời gian, Hương mới lấy lại tinh thần, trở về cuộc sống bình thường. Đối với Hương, cô chính là cọng cỏ cứu mạng lúc nó gặp khó khăn nhất. Không có Mai, đời con gái của nó coi như mất. Nó quý cô càng nhiều, cũng càng ân hận vì những chuyện trước đây. Mà Mai vốn cũng không để ý đến mấy chuyện đó. Tình chị dâu em chồng ngày càng thân thiết. Hương xem Mai như chị gái ruột của nó, nhiều khi còn hơn cả anh hai của nó là Huy ấy chứ. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng thì chuyện tình cảm với anh hàng xóm và cuộc sống với nhà chồng cũng đã đến hồi viên mãn. Cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện thế nào? Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh Chuyện bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện hay audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.